Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyền Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng của lịch đầu tuần ngày hôm nay, chúng ta cùng quay trở lại với series mà quý thính giả đang chờ rất là nhiều, series Đứa Con Của Quỷ phần thứ 2 của tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Thì sau dịp Tết thì tác giả có nhiều công việc phải xử lý cho nên là series phải tạm ngưng một thời gian, và ngày hôm nay đã quay trở lại. Chúng ta cùng bước vào phần thứ 4 của phần 2 Đứa Con Của Quỷ, Lời Nguyền Miếu Hoang. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Gần 7 giờ tối của một đêm rằm tháng 3 không trăng không sao, bầu trời chuyển mây đen kịch, hơi nước ẩm ướt đã lởn vởn quanh đầu mũi của người đàn ông đang đi ruộng về. Gã đi chân trần, đạp nhanh trên con đường đầy lá khô về nhà. Nhưng chưa được bao xa thì mưa đã trút xuống như thác. Ơi, mèn đét rồi, thiệt tình. Gã lẩm bẩm nhìn đông ngó tây và quyết định chạy vào trú tạm ở cái miếu cách đó không xa. Miếu thờ nằm ngay phía sau gốc cây đa lớn, đằng trước là bờ cỏ lau rậm rạp, cao quá đầu người. Chỗ này cứ đến dịp rằm thì người trong xóm sẽ luân phiên đến thắp hương, quét dọn, cúng kiến. Hôm nay đã có người nào đó mang đồ đến cúng rồi. Miếu này thờ một cô gái bị phong cùi chết vào 3 năm trước. Vì bệnh nên cô bị cả xóm cả làng xua đuổi. Và rồi vào một đêm rằm tháng 7, người ta thấy cô treo cổ chết ở ngay gốc cây đa trước miếu này. Sau đó thì những người đi ruộng sớm thường xuyên bị hồn ma dắt dưỡng của cô quấy phá. Họ từng mời thầy Pháp đến đuổi, nhưng không thành, đành lập cái miếu nhỏ để cúng tế hương linh của cô. Và từ khi miếu được lập lên thì quả thật không còn thấy cô xuất hiện nữa. Ôi, lạnh quá. Tuy chạy nhanh nhưng mưa đã thấm qua lớp áo mỏng manh, khiến cho người đàn ông rùng mình. Men theo thứ ánh sáng nhá nhem của từng đợt sấm chớp, gã đến chỗ bàn thờ lần tìm hộp quẹt và đèn cầy. Lẹt xẹt hai tiếng, ngọn lửa được thắp lên, ánh sáng nhu hòa nhanh chóng lan tỏa mọi ngóc ngách của miếu. Gã đặt đèn cầy xuống bàn thờ rồi quay lại thì giật mình đánh rơi cái quẹt trên tay xuống đất, kêu a lên một tiếng. Ngay trước mặt gã là một người nằm chết trên vũng máu, cái cổ bị cắn lặt lìa, máu thịt cùng vài thứ gì đó không rõ rơi vãi ở dưới chân gã. Gã sợ quá lùi về sau, nhất thời không biết nên làm gì. Bất chợt trời nổ một tiếng sấm lớn, gã thấy một người từ bờ cỏ lao bước vào, đứng ngay bậc cửa, trợn đôi mắt đỏ như hòn máu nhìn mình. Máu tươi vương vãi quanh miệng và đang chảy lòng tròng xuống cổ áo của kẻ đó, khiến cho gã sợ đến mặt tái xanh. Bất thình lình, một tiếng sấm nữa vang lên ở phía xa xa, khiến gã bừng tỉnh, bèn nhào ra, băng qua cánh đồng cỏ lao, chạy như bay về hướng nhà mình. Cứu tôi với, cứu tôi với! Gã vừa chạy vừa gọi lớn, nhưng bây giờ ngoài mưa gió ra thì còn ai đâu chứ. Lúc ra đến đường cái, đột nhiên gã thấy có hai người đội áo mưa, cầm đèn lồng đi phía trước, thì mừng trở hét lớn cầu cứu. Nhưng tiếng nói đã bị tiếng mưa gió lấn át. Bất chợt gã bị một bàn tay đẩy mạnh ngã nhào xuống đất. Khi quay đầu lại, gã nhìn thấy thứ quái quỷ kia đang đứng ngay sau lưng mình. Gã sợ quá lắp bắp môi, mắt trợn trừng, đến tròng mắt cũng sắp rơi ra ngoài. Không, 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 không. Sau đó là tiếng la thảm thiết, tiếng móng tay cào cấu vào đất đá, tiếng trăng cắn vào da thịt, hòa cùng với tiếng mưa rơi liên tiếp không ngừng. Sáng hôm sau, người đi làm đồng sớm nhìn thấy một cái xác chết khô nằm co quắp bên đường thì sợ hãi báo cho chủ đất.
Sau đó người ta còn phát hiện thêm một cái xác khô nữa ở trong miếu. Ba Lành là chủ của toàn bộ đất đai trong xóm này. Người đàn ông chết trên đường kia là chú ruột của ông ta. Ba Lành sợ hãi báo quan, cho gọi thêm đầy tớ của mình đến giúp chính quyền truy tìm hung thủ khắp nơi. Nhưng ngày qua tháng lại vẫn không tra ra được bất kỳ chân tướng nào. Vì bất lực nên quan trên đành treo án. Nhưng Ba Lành là chủ đất, ở đây ngoài tá điền còn có bà con họ hàng của ông ta. Quan có thể bỏ qua, nhưng Ba Lành thì không. Ông nghe người bạn giới thiệu rồi mời một ông thầy pháp về, là Hai Đúng. Kết quả là ông thầy Hai nói làng này đã bị trúng lời nguyền của cô gái treo cổ chết mấy năm trước. Nghe đồn trước khi treo cổ tự sát, cô gái đã nguyền rủa người trong làng sẽ bị quỷ rút máu cho đến chết. Có lẽ bây giờ lời nguyền ấy bắt đầu ứng nghiệm rồi. Ba Lành không hiểu nổi vì sao làng đã lập miếu thờ, nhưng cô gái dường như còn chưa hài lòng. Không biết lời của thầy pháp có đúng hay không, dẫu sao thì Ba Lành cũng chỉ là người trần mắt thịt, ai bài sao nghe vậy. Để cho yên nhà yên cửa, ông nghe theo lời thầy pháp. Bọn họ quyết định cúng giải lời nguyền, rồi lập đàn trấn yểm vong hồn cô gái vào gốc đa, vĩnh viễn không thả ra ngoài. Sau khi Hai Đúng làm phép xong thì dường như có tác dụng. Trong vòng nửa năm này không có ai bị hại nữa. Chỉ là từ đó người dân trong xóm không còn dám đến miếu cúng như trước, và cũng chẳng còn vong nào để cúng, nên miếu nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, quang tàn. Chiều hôm đó, cha con Thành quá giang ô tô của Hai Nguyên rời U Minh đến Điều Hòa để tìm thầy Tám Hứng. Trên đường đi, xe cũ bị hư vài lần nên họ lãng phí khá nhiều thời gian tìm chỗ sửa. Đến tối mịt của hai ngày sau, họ mới đến địa phận Mỹ Tho. Nhưng trổi thai xe một lần nữa bị hư. Lúc này trời đã gần khuya rồi, đường vắng không có bất kỳ nhà dân nào, xung quanh cỏ cây tùm. Những ngày này, báo chí đăng mấy băng cướp hoành hành, nên Hai Nguyên không dám ngủ trên xe, mà kêu tài xế của mình đi tìm một chỗ nào đó để trú chân. Ông Hai ơi, còn thấy đằng kia có cái miếu á. Cả tài xế đi một vòng, rồi quay về báo với Hai Nguyên. Ông quay nhìn lại cha con Thành. Cậu Thành à, bây giờ chúng ta xuống xe ngủ trong miếu đó một đêm đi. Sáng ngày mơ coi có xe ngựa đi ngang không, rồi kêu một chiếc rồi tới Điều Hòa luôn nghe. Cái xe hơi cứ để lại cho thằng kia nó kiếm chỗ sửa, chứ rầy rà mấy ngày nay mất thì giờ quá. Ơi, nếu mà biết trước tôi đã kêu xe người ta đi cho khỏe, chợ chắc cũng tới nơi rồi. Thành quá gian xe người ta, nên họ sắp xếp như thế nào thì anh cũng thuận theo. Vì để tiết kiệm thời gian nên Thành bỏ xuồng của mình ở lại U Minh. Hai Nguyên đã sai đầy tớ cho ghe kéo xuồng Thành đến nhà riêng của mình ở Điều Hòa rồi. Thật không ngờ đi ô tô mà lại mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến của bọn họ. Thằng Lượm đang ngủ say ngã trái ngã phải, nước miếng chảy ướt cả tay áo Thành. Anh cõng nó lên lưng, làm nó giật mình giãy giãy mấy cái, nhưng rồi lại nhanh chóng chìm vào trong mộng đẹp. Thành xuống xe theo nhóm người của Hai Nguyên đi về phía miếu. Tí đang lẻo đẻo theo chân Thành thì đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía bụi rậm sau tán cây thì bèn thấy một con mèo đen. Mau lên tí. Nghe Thành gọi, nó đi nhanh về phía anh, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn lại con mèo. Đó là một ngôi miếu cũ, dường như đã lâu lắm rồi không có ai đến thắp hương quét dọn nên bụi và mạng nhện văng đầy. Ở giữa cái miếu là bàn thờ. Trên bàn thờ có mấy bức tượng và bát hương nằm ngổn ngang. Thấy cảnh quang tàn này khiến cho lòng người không khỏi nguội lạnh. Xuyên qua ánh trăng sáng dằng dặc, Dũng Thành thấy mấy cây đèn cầy nằm lăn lóc ở bên dưới bàn thờ, nên lấy quẹt thắp lửa lên. Ánh sáng của ngọn đèn nhanh chóng làm cho không khí trong miếu ấm lên đôi chút. Bất chợt một mùi thơm rất nhẹ phảng phất đâu đó khiến cho Thành chú ý.
nhưng bị giọng nói trỗng trảng của người tài xế làm cho giật mình. Con quét sạch chỗ này rồi, ông chỉ cầu Thành qua đây nằm nghe. Cả tài xế dọn dẹp một góc kính gió rồi thông báo với Hàn Nguyên. Sau đó chạy ra ngoài xe lấy thêm đồ đạc mang vô. Thành cũng đến chỗ vừa được dọn, ôm ngửa lượm nằm xuống thì thấy thằng Tí còn đứng ngẩn ngơ ở cửa. Bình thường hiếm khi nào anh thấy nó ngẩn người như vậy, nên đoán là nó đã thấy cái gì đó rồi. Nhưng nơi này vắng vẻ quang du như vậy, chuyện có thứ này thứ kia cũng không có gì lạ lạ. Không phải Thành không cẩn thận, mà là chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Anh chỉ là người lạ ở cái xứ này. Bây giờ dẫu Thành có chạy ra ngoài kiểm tra thì chắc gì sẽ gặp được thứ cần gặp chứ. Lại đây ngủ nè Tí. Tí. Không nghe Tí trả lời, Thành phải gọi thêm lần nữa. Lúc này nó mới đến rồi nằm xuống chỗ cạnh anh. Anh vỗ đầu nó mấy cái mà thì thầm. Ngủ đi con, sáng mơ còn đi sớm. Thành nói xong thì quay sang, đã nghe tiếng ngáy khò khò của Hai Nguyên rồi. Bình thường ông ta quen sống trong sung sướng, mấy ngày nay đi đường xa không nghỉ cho nên chắc đã thấm mệt, vừa đặt lưng xuống đã ngủ say. Còn Thành tuy nói với Tí như vậy, nhưng anh phát hiện người tài xế khi nãy ra xe lấy đồ đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Trên đường đi, Thành có nghe Hai Nguyên nhắc đến các băng cướp đường bộ đang hoành hành khắp nơi, lòng có hơi lo lắng. Thời thế loạn lạc, người đói khổ cũng nhiều, nên xin cướp bóc cũng là chuyện hiển nhiên. Người tài xế của Hai Nguyên tên là Dũng. Khi anh vừa rời khỏi miếu thì đã bị đau bụng, nên nhanh chóng tìm chỗ giải quyết. Sau khi xong xuôi, anh quay lại xe lấy đồ. Hôm nay trăng rất tròn, văng văng một mảnh như cái dĩa trên trời, phủ ánh sáng bạc xuống bờ cỏ lau. Dũng theo Hai Nguyên mấy năm nay, vừa làm tài xế vừa làm bảo vệ. Anh đã trải qua cái nắng gió và nguy hiểm của rừng U Minh, nên việc đi lại chỗ hoang vắng như thế này không có gì làm khó được. Dũng vừa đi vừa thoải mái hít sáo. Gió mát trăng thanh khiến cho tâm trạng có chút phấn khởi. Lúc đến chỗ xe thì đột nhiên phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ. Quá trà khi nãy xuống xe họ đã không đóng kỹ. Dũng kéo cánh cửa ra rồi nhòi người vào bên trong, lấy túi mền gối mình thường mang theo lúc đi xa để vô đưa cho Hai Nguyên đắp. Bên trong xe hơi tối, xuyên qua ánh trăng bạc, đột nhiên gã nhìn thấy một cặp mắt long lanh nhìn chằm chằm mình. Ôi là trời. Trước mắt Dũng là một con mèo đen. Chỗ anh ở thỉnh thoảng vẫn bẫy mèo làm thịt ăn. Đôi lúc còn bắt trộm của hàng xóm, khi bị phát hiện còn gây cãi mấy trận to nữa. Bây giờ con mèo ở ngay trước mắt, khiến cho tuyến nước bọt của anh lại hoạt động mạnh mẽ. Tuy có hơi ốm, nhưng chắc cũng đủ để hầm một nồi cháo với sả ớt. Dũng tưởng tượng đến mùi thơm của thịt bốc lên mà vừa chảy nước miếng. Anh bèn nhào vào trong định tóm con mèo, nhưng nó đã nhanh như cắt nhảy phóc ra ngoài. Miếng ăn đến miệng phút chốc chạy mất, khiến cho Dũng tức giận. Anh bèn lấy cây súng rồi gấp gáp đuổi theo. Xung quanh là bờ cỏ lau rậm rạp, nhưng may mắn trời lặng gió. Dũng đứng lại cẩn thận quan sát xung quanh thì thấy chỗ bụi cỏ rung rinh. Anh bèn nhếch môi lên cười, nhẹ nhàng đi đến bên, phát hiện ra một khối đen đen nằm im lìm trong bụi cỏ. Anh cười thầm, bắt được mày rồi. Thế nhưng vừa giương súng lên thì Dũng đã không còn thấy con mèo đâu nữa. Anh giáo giác nhìn thì bất chợt thấy con mèo đang đứng ngay trước mặt mình. Trông nó chẳng có chút sợ sệt gì, thậm chí còn có hàm ý đe dọa. Bất thình lình, nó nhào lên tấn công Dũng. Anh giật bắn mình lùi lại phía sau, rồi dấp phải hốc cây ngã lăn ra đất. Con mèo phóng lên, trong mắt của nó đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Trong đêm trăng sáng, tiếng gió rít lên, cỏ cây kêu xào xạc không ngừng, khiến cho mấy câu la hét và tiếng cấu xé da thịt
như chìm hẳn vào bể âm thanh của thiên nhiên. Gần 10 phút sau, Thành buồn ngủ đến díu mắt, nhưng không thấy Dũng quay lại nên định ra ngoài xem thử. Đúng lúc này thì gã bước vào, dường như gã bị thương, chân hơi tập tễnh. Ủa, anh bị sao vậy? Thành sợ Hai Nguyên giật mình nên hỏi khẽ. Dũng nhìn anh rồi nhăn mặt. Hồi nãy đi lấy đồ, tôi thấy có con mèo ở trên xe, bị nó cắn đau quá cậu Thành ơi. Cả vừa nói vừa lấy chiếc khăn mang theo trong người ra, cột vết thương trên cổ và trên chân của mình lại. Anh băng được không? Thành định ngồi dậy giúp đỡ, nhưng gã từ chối. Không sao cậu, tôi tự mần được. Cậu mau ngủ đi nha, mai còn đi sớm nữa đó. Dũng nói xong thì ngồi quay lưng về phía Thành, bắt đầu băng bó vết thương, rồi dọn một chỗ nằm xuống. Tí nằm cạnh Thành ngửi thấy mùi máu thì liên tục liếm mép. Đã lâu rồi nó không được uống máu tươi. Suốt ngày hôm nay không có đi xuồng, không thể bắt cá ăn sống như thường lệ. Với lại trong vài lần trước nó đã từng nếm thử máu người rồi, nên bây giờ cái mùi máu tanh của Dũng khiến cho nó bứt rứt khó chịu. Tí nghiêng mặt nằm, nhìn chằm chằm bóng lưng của Dũng mà thèm thuồng. Lại nói lúc này, thầy Tám Hớn ngồi trong cái ghe nhỏ cắm sào sát bờ mà ho lên sặc sụa. Trước mặt ông ta là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn thắp đèn cầy, một bát hương, một hũ sành nhốt vong của mẹ Tí và mấy lá bùa. Lúc trước, khi bắt vong của Lụa, ông ta chưa rõ ý định sẽ sử dụng như thế nào. Nhưng bây giờ đúng lúc cái vong đã trở nên hữu ích rồi, ông ta muốn dùng nó để trả thù Thành. Tay thầy Tám nắm chặt tấm hình trắng đen của mình và đứa nhỏ cách đây rất nhiều năm. Đó là tấm hình duy nhất của ông ta và con gái. Sau khi Linh bị cá sấu ăn thịt, thì người bà con ở U Minh đã tìm cách báo tin cho thầy Tám biết. Ông ta chỉ có hai đứa con, một đứa thì được tự do và đến Sài Gòn để bắt đầu cuộc sống mới, còn đứa kia thì đã chết rồi. Ban đầu Tám Hớn định đi Sài Gòn cùng con trai, nhưng sau khi nhận được tin Linh chết thì ông ta quyết định ở lại báo thù. Dẫu sao thì cuộc đời của thầy Tám cũng đã trải qua nhiều cay đắng ngọt bùi, nhưng chưa có người nào khiến cho ông ta căm hận như Thành. Nỗi oán hận này nếu như dễ dàng bỏ qua như vậy thì cả đời còn lại của thầy Tám biết mình nhất định sẽ sống không yên. Thành, mày hại chết con gái tao, tao sẽ khiến mày trả giá. Ông ta nghiến răng mà lẩm bẩm, nheo mắt nhìn cái hũ nhốt vong của Lụa, rồi vẽ một ký tự ngoằn ngoèo lên lá bùa, vừa vẽ vừa lẩm bẩm. Bắt nó về đây, mau lên. Ông ta nói xong thì đốt cháy lá bùa đi, rồi cầm cái chuông lên bắt đầu rung nhẹ. Nửa đêm, Tí đang nằm thì mở mắt ra. Lẫn với tiếng gió thổi bờ cỏ lao kêu lên xào xạc ngoài kia là tiếng chuông len ken không ngừng. Nó cẩn thận lắng tai nghe thì phát hiện có ai đó đang gọi mình. Là giọng đàn bà, nghe rất thê lương. Tí, Tí ơi. Kèm theo đó là tiếng chuông lắc liên tục, làm cho Tí nhăn mặt. Không hiểu sao cả người bức rứt, cổ họng khô khát khó chịu. Nó nghiêng mặt qua nhìn Thành, nhưng thấy anh vẫn ngủ say. Thằng Lượm cũng ngủ quên trời quên đất trong ngực anh. Dũng ngồi bật dậy. Từ nãy tới giờ gã nằm nhưng không thể ngủ được, vết thương càng lúc càng đau. Tuy đã băng bó, nhưng dường như nơi đó vẫn còn chảy máu. Có lúc gã thấy lạnh, có lúc nó nóng đến không chịu được. Gã muốn ra bờ sông tắm cho mát. Gã xích xoa vài tiếng rồi lồm cồm bò dậy. Bất chợt tiếng mèo kêu lên nho nhỏ. Ngọn đèn cầy đặt trên bàn thờ bỗng dưng cháy mạnh, rồi lên tường cái bóng giật giật kỳ quái của Dũng.
Gã đứng lên rồi ngã nghiêng rời khỏi ngôi miếu. Lúc này Tí mở mắt ra. Trong bóng tối, gương mặt của nó trở nên vặn vẹo quá dị. Răng nanh đột nhiên mọc dài ra. Tí ngồi dậy, rồi lần theo mùi máu tanh của Dũng và dần mất dạng đi. Gần 6 giờ sáng, ánh mặt trời gay gắt đâm thẳng vào mắt, khiến Thành choàng tỉnh dậy. Anh thấy đầu mình đau như búa bổ. Nhận thấy trời đã sáng khiến cho anh ngạc nhiên. Bình thường hiếm khi Thành ngủ cả đêm mà không giật mình lần nào. Anh đang xoa xoa cái đầu đau nhức của mình thì phát hiện đồ đạc xung quanh đã không còn nữa. Cái túi bàn đồ nghề của Thành bị vứt ở ngay bậc cửa. Các loại bùa chú và sách vở nằm ngổn ngang. Dường như khuya qua, nhân lúc họ ngủ, có trộm ghé thăm rồi. Không đúng, là họ đã trúng thuốc mê nên mới ngủ mê man như vậy. Anh nhớ đến cái mùi hương thơm phảng phất đêm qua khi họ vừa đốt đèn cầy lên. Có lẽ loại đèn kia đã bị tẩm mê hương chuyên dành cho khách lỡ đường giống như họ để thừa cơ mà trộm đồ. Thành quay qua thì thấy Lượm vẫn còn ngủ say. Phía Hai Nguyên cũng không động tĩnh gì. Còn Tý và Dũng thì đã biến mất rồi. Dậy, Lượm. Thằng Lượm hé hé mí mắt mê man của mình rồi chép miệng mấy cái. Mới ngồi dậy ôm cổ Thành mà nỉ non. Tý ơi. Trong nó vẫn còn mệt mỏi lắm. Lượm là trẻ con, có lẽ số thuốc mê đó đã quá sức chịu đựng của nó. Anh sờ trán Lượm, thấy nhiệt độ vẫn bình thường. Bèn vỗ nhẹ vô cái mông mềm của nó, rồi quay sang gọi Hai Nguyên. Ông Hai, ông Hai ơi. Anh gọi mấy lần mà không thấy ông ta dậy. Liền sờ trán thử, mới phát hiện là bị sốt cao rồi. Thành định ra ngoài tìm Dũng đến giúp mình thì thấy Tí từ bên ngoài đi vô. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua nó hiện ra da mặt hồng hồng. Ngày thường da mặt nó luôn tái xanh, vì sao hôm nay lại trông hồng hào như vậy chứ? Thành ngạc nhiên hỏi. Ra ngoài xong đội nón. Anh nói xong thì lụm cái nón lá dưới đất lên đội cho Tí, rồi nhìn ra bờ cỏ lau. Mày có thấy cái ông đến kia đâu không? Tí lắc đầu. Thành bèn gọi lớn. Anh Dũng ơi. Gọi một hồi mà không nghe tiếng trả lời. Thành chạy ra xe tìm thử, nhưng vẫn không thấy gã đâu, nên đành quay lại ngôi miếu. Bất chợt Tí kéo vạt áo anh. Hả, gì vậy con? Tí nhìn chằm chằm Thành, rồi chậm rì nói. Hồi hôm có người kêu con. Thành đang định hỏi thêm thì bỗng nghe tiếng rên khe khẽ của Hai Nguyên. Anh thấy vậy đành gom đồ bỏ vô túi bàn rồi đưa cho Tí cầm, dặn nó dắt tay em. Còn mình thì cõng ông Hai lên lưng, nhanh chóng rời khỏi ngôi miếu, với hy vọng lát nữa sẽ tìm được nhà dân nào đó để xin thuốc cho ông uống. Lúc đi ngang chiếc xe hơi, Thành nhét vào chỗ ghế tài xế một mảnh giấy, ghi lại lời nhắn cho Dũng, để nếu như anh ta có quay lại thì biết họ đi đâu mà tìm. Thành theo con đường mòn đi một lúc thì nhìn thấy một cái nhà dân nên định ghé vô hỏi thăm. Nhưng đột nhiên họ chạy vô nhà đóng sập cửa lại, giống như vừa thấy quỷ. Ủa, có chuyện gì vậy cả? Thành đành cổng Hai Nguyên đi thêm một đoạn nữa. Lúc này người đã nhễ nhại mồ hôi. Bỗng có vài người đi ngang qua, trong họ có vẻ vội vã. Anh ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Thành gọi lớn. Họ thấy người lạ thì ánh mắt giáo giác không dám tới gần. Dạ làm ơn cho tôi hỏi, ở gần đây có nhà thầy Lang nào không? Họ nhìn Hai Nguyên đang nằm trên lưng Thành, rồi e dè nói. Chú đi hết con đường này, quẹo vô cái ngã ba là tới liền nghe.
Không đợi Thành cảm ơn, họ đã nhanh chóng chạy đi. Thành không hiểu vì sao người ở đây lại như vậy. Họ sợ người lạ hay sao? Anh quay sang hỏi tiếp. Mặt tía mày có dính cái gì không? Tí dùng ánh mắt trống rỗng nhìn Thành rồi lắc đầu. Anh không hiểu nổi, bèn nhăn mặt. Tía tụi bay đẹp trai vậy, sao người ta lại sợ vậy cả? Thằng Lượm đang buồn ngủ mà vẫn phải bật cười khanh khách. Thành cũng cười. Những mệt mỏi từ nãy tới giờ theo tiếng cười mà vơi bớt đi phần nào. Họ đi thêm một đoạn, thấy một gốc cây đa lớn ven đường thì dừng lại nghỉ chân. Dù họ đi đã lâu nhưng Hai Nguyên vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo lại. Thỉnh thoảng vẫn nói mê sảng cái gì đó. Thân nhiệt càng lúc càng cao, khiến cho Thành không khỏi lo lắng. Đừng nói đến điều hòa, chỉ sợ nếu như không nhanh chóng tìm được thuốc hạ sốt thì ông ta sẽ chết mất thôi. Đột nhiên có tiếng la hét thất thanh vang lên ở phía con đường mà họ vừa đi qua. Người chết! Bớ người ta! Có người chết nè! Thành nhìn rồi quay sang nói với Tí. Coi chừng em với ông Hai nghe Tí. Tí ơi, chạy qua đây coi thử coi có chuyện gì. Anh vội vã chạy tới chỗ ngã ba thì thấy nhóm người đang vây quanh một cái xác chết nằm nghiêng trên đường. Cái xác khô khiến cho ai nấy đều sợ hãi, không dám tới gần kiểm tra. Một người đàn ông lớn tuổi nói với người bên cạnh. Mày chạy đi báo ông bà một tiếng đi, mau lên. Người kia gấp gáp chạy đi. Những người còn lại nhìn ngó cái xác rồi bàn tán không ngừng. Sao nhìn lạ quắc lạ quơ vậy? Hình như người từ chỗ khác tới đó. Cái ông này hôm qua mới hỏi đường tôi tới chỗ nhà thầy Sáu hút thuốc nè. Mèn đét ơi, còn khỏe mạnh vậy mà chết queo rồi. Thành nhìn kỹ cái xác chết. Dường như trước khi chết người này đã rất sợ hãi, nên miệng há to, mắt mới trợn trừng như vậy. Thân thể teo tóp, co quắp và khô cạn máu đi. Dìa, mau dìa đi, đừng có ở đây nữa. Lỡ đầu cái chuyện hồi trước nè, im đi. Người bên cạnh liền bịt miệng gã lại. Đừng có nói nữa, mau về nhà đi. Họ nói xong thì vội vã quay đi. Chỉ còn hai người đàn ông ở lại cùng với Thành, nhưng trong dáng vẻ dường như cũng sắp không kiên nhẫn được bao lâu nữa. Người này không phải dân trong xóm mình hả chú? Mãi mê chú ý cái xác nên họ không phát hiện ra có người lạ bên cạnh. Bây giờ nghe giọng Thành, họ mới chú ý đến. Ông ta nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới anh với dáng vẻ đề phòng, rồi thận trọng nói. Tụi tôi không có biết cái người này, mà chú em cũng ở nơi khác tới hả? Dạ, con đang trên đường tới điều hòa, nhưng mà nửa đêm bác con bị bệnh nên ghé qua sớm kiếm thầy Lan xin thuốc. Người kia vội vã chỉ, giống như muốn đuổi Thành đi. Thầy Lan thì chú đi dọc theo con đường đó đó, tới cuối đường quẹo vô cái vườn dừa là tới nha. Ông đó là thầy Sáu. Thôi chú tranh thủ đi sớm sớm đi, bị trưa chút là ông đi hái thuốc không có ở nhà đâu. Bữa nào cũng vậy hết đó. Vậy còn cái xác này thì sao? Con người đi báo với ông chủ đất rồi, tụi tôi ở đây canh chừng. Người bên cạnh không bình tĩnh như ông ta, giả nghĩ cái gì đó rồi đột nhiên lo lắng nói. Hay là mình đi về đi anh ơi, cái xác nó nằm đây chứ có chạy đâu được mà phải canh chừng chứ. Gã vừa nói vừa nhìn giáo giác xung quanh, giống như sợ bị tấn công. Từ nãy tới giờ Thành nghe được câu chuyện của những người có mặt thì đoán đây không phải là lần đầu làng xảy ra chuyện này. Lúc nãy những người mà Thành gặp trên đường có lẽ đã thấy cái xác này, nên ai nấy mới tỏ ra hoang mang. Dường như họ cũng biết thứ gì đó đang gây ra. Thành không để ý tới hai người đàn ông nữa, mà nheo mắt nhìn thật kỹ rồi lật cái xác qua. Bèn thấy trên cổ anh ta có một vết thương khá dữ tợn, máu nơi đó khô đặc lại. Trời đất ơi, y chang như hồi trước luôn. Hai người kia hoảng hốt lùi về phía sau.
con đường làng cây cối rậm rạp, không thể nhìn xa quá 10 thước. Một ngọn gió thổi qua khiến cho lá cây kêu lên xào xạc không ngừng. Thôi về mau anh ơi, tôi không có đợi ông bà tới nữa đâu. Chừng nào ông tới thì tới. Cả nói xong thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Người còn lại cũng không dám ở đây thêm giây phút nào, nên gấp gáp nói với Thành: chú em đừng có ở đây một mình, đi đâu thì đi mau lên đi nha, chết như trời đó. Ông ta nói xong thì gấp gáp chạy theo người bạn của mình, để lại Thành đang ngồi xổm trước cái xác chết. Thành kiểm tra xác một lần nữa thì thấy trên người gã chỉ có một vết thương ngay cổ này mà thôi. Xem ra rất có thể bị thứ gì đó cắn rồi rút cạn máu đi. Đột nhiên anh nhớ tới một kiểu người giống như Tí, nhưng anh không dám chắc. Có lẽ đợi người có chuyên môn đến khám thử xem như thế nào. Thành vẫn cẩn thận lấy chuông trong cái túi bàn ra lắc vài cái, nhưng xung quanh không có vong hồn. Anh cũng không biết tên của người chết nên không thể dùng chú gọi hồn. Đang lúc đang đắn đo suy nghĩ thì nghe giọng Lượm gọi: Tía, tía ơi, tía ơi tía. Lượm nó gọi liên tục, giống như kiểu anh không về thì nó sẽ gọi mãi như thế. Thành đành quay lại chỗ Hai Nguyên thì nghe ông Đao rên la, bèn cõng lên lưng nhanh chóng đến chỗ thầy Lan lúc nãy người kia đã chỉ. Lúc này Tí nghiêng đầu nhìn lại cái xác khô kia, rồi giấu đi cổ tay áo dính máu của mình và cõng Lượm theo sau Thành. Khi Thành đến nơi thì trong nhà thầy Lan có vẻ đông đúc. Nhà thầy nằm khuất sâu trong vườn dừa rợp bóng mát. Tuy là ban ngày nhưng ánh mặt trời chỉ có thể chen chút qua khe hở của lá dừa, yếu ớt đâm xuống mặt đất. Bên trong có mấy người bị thương đang được con trai của ông thầy tên là Khanh băng bó. Mùi thuốc hơi nồng khiến cho Thành nhăn mặt. Thấy Thành cổng Hai Nguyên vào, Khanh bèn lên tiếng hỏi: Ủa, ổng bị sao vậy chú em? Bộ bị cắn nữa hả? Khanh có ngoại hình rất sáng láng dễ nhìn, khi cười rộ lên trông rất tươi tắn. Anh ta thấy Thành lạ mặt nên nhìn chầm chầm, dáng vẻ có chút đề phòng, giống hệt như những người làng mà Thành vừa gặp ở trên đường. Anh ngó Khanh rồi nghiêng mặt nhìn hai người bị thương kia: Dạ, ông bị nóng lạnh rồi thang đau, anh coi giùm tôi với. Thành trả lời Khanh, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người bệnh nhân đang bó thuốc. Họ đều bị thương ở cổ giống như cái xác khi nãy. Khanh nghe vậy thì dường như nhẹ nhõm, thở hắt ra một hơi. Anh ta tới gần, vạch mi mắt Hai Nguyên lên xem, rồi lắng tai nghe mạch trên cổ tay của ông ta, sau đó báo với Thành: Ờ, không sao đâu, chú em đưa ổng vô cái buồng kia nằm đỡ đi, chờ tôi sắc thuốc cho uống nha. Không bị cắn là may rồi, hồi sáng tới giờ toàn chuyện chi đâu không đó. Không biết cái làng này năm nay bị dính cái nghiệp gì nữa. Khanh cào nhào mấy câu rồi dán tấm màn đi xuống nhà bếp định sắc thuốc cho Hai Nguyên, thì thấy ba mình là thầy Sáu Lắm đang rửa mặt. Ủa, mấy người kia vô chi đó? Ờ, có một ông già bị nóng lạnh thôi tía. Ờ, tao nấu sẵn thuốc, mày lấy cái đó cho ông uống luôn đi. Khanh nghe vậy thì lấy siêu thuốc đang nấu trên bếp, chắc nước đổ vô chén và mang vô buồng đưa cho Thành. Anh đỡ Hai Nguyên tựa lưng vào thành giường rồi nhận lấy chén thuốc từ tay Khanh. Chú em đút chọn muốn đi, tôi ra đằng trước bó thuốc cho mấy người kia, có cái gì thì kêu tôi nha. Mà mấy ông bị sao vậy? Khanh nhìn Thành rồi ấp úng, dường như họ không muốn cho người lạ biết nguyên nhân thật sự đang xảy ra ở cái làng này. Ờ, cái chuyện này tôi để tôi bó thuốc xong cho mấy ổng, rồi có cái chi từ từ tôi kể cho em nghe sau. Chuyện dài dòng lắm, dài ba câu không có nói hết được đâu. Ờ, dạ cảm ơn anh. Ở nhà trước lại vang lên tiếng rên la đau đớn của hai người đàn ông kia, nên Khanh nhanh chóng vén màn ra ngoài. Sau khi cho Hai Nguyên uống thuốc xong, Thành đỡ ông ta nằm xuống giường,
Lúc ra ngoài, anh bắt gặp Tý đang đứng lấp ló ngay cửa buồng, nhìn cái gì đó ở nhà trước. Thấy Thành, nó giật mình cúi đầu lùi lại. Mùi máu tanh lởn vởn trong không khí khiến Thành nhíu mày. Anh đoán có lẽ mùi máu khiến cho bản tính khát máu của xác sống trỗi dậy, nên nắm lấy vai Tý đẩy vào phòng cùng với Lượm. Bày ở đây chơi với thằng Lượm đi, khi nào Tý kêu mới được ra ngoài nghe chứ. Bất chợt Tý níu lấy tay áo anh. Hả, sao vậy con? Thành hỏi, nhưng Tý chỉ nhìn anh chứ không trả lời. Thành đoán có lẽ nơi này không thích hợp để họ ở lại quá lâu. Từ tối qua Tý đã có biểu hiện lạ rồi. Họ phải nhanh chóng tìm thầy Tám để Tý gặp mẹ. Tiếp tục ở lại đây chỉ khiến cho người khác và cả bản thân mình gặp nguy hiểm mà thôi. Hai đứa ngồi đây chơi đi. Thành nói xong thì ra ngoài. Tý vẫn đứng đó nhìn theo anh. Dường như nó có điều gì đó muốn nói, nhưng lại không nói được. Tý nhận ra miệng của nó ngày một cứng, lưỡi đơ như khúc củi. Nó biết mình sắp đánh mất khả năng ngôn ngữ của loài người. Lúc ngửi thấy mùi máu thì môi khô miệng khát. Nếu như Thành phát hiện ra nó biến đổi, liệu anh sẽ đuổi nó đi hay không? Nó sợ lắm. Nó không muốn xa Thành và Lượm. Tía và em trai chính là nhà của nó mà. Nếu anh đuổi nó đi, vậy ngày tháng sau này nó sẽ sống như thế nào chứ? Hai, chụp đá. Chụp đá đi hai. Lượm nói xong thì lấy trong túi bàn ra mấy viên đá mà bình thường hai anh em hay chơi cùng nhau. Nhưng dù có rủ rê như thế nào thì Tý cũng không để ý tới nó. Lúc này trong đầu Tý chỉ toàn là những nỗi sợ hãi mơ hồ. Thành vừa ra nhà trước thì thấy có một đám người rầm rập kéo đến. Dẫn đầu là Ba Lành, chủ của toàn bộ đất đai của xóm này. Dạ thưa ông, bà mới tới. Khanh và những người có mặt ở đó đều đứng lên ôm tay trước bụng, cúi chào Ba Lành. Ông ta nhìn vết thương trên cổ của những người kia rồi lo lắng hỏi Khanh. Hồi nãy ở ngoài ngã ba đó, có một cái xác chết cũng có vết thương trên cổ giống y hệt như vậy. Nó không phải người của làng mình. Nghe nói hôm qua có kiếm chỗ hút thuốc rồi thì được chỉ tới đây. Mày với thầy Sáu có biết nó là ai hay không vậy? Khanh định nói cái gì đó thì thầy Sáu từ nhà dưới đang nấu thuốc, nghe giọng của Ba Lành cũng bèn vén màn bước lên. Dạ thưa ông, bà mới tới. Chuyện cái xác hồi nãy tôi có nghe mấy người ở đây kể rồi, nhưng mà do sắc thuốc nên chưa có ra đó coi nữa thưa ông. Mà chiều qua tới giờ không có người lạ tới hút thuốc nên tôi cũng không biết nữa. Ba Lành thở dài. Lúc nãy ông đang ăn đám giỗ ở nhà bà con thì được báo tin có người chết nên vội vã bơi xuồng trở về. Lúc trước ông thầy Pháp Hai Đúng đã trấn yểm vong hồn ma nữ dưới gốc đa rồi, vì sao bây giờ lại có thêm người bị giết? Cái chết còn giống hệt như mấy lần trước nên Ba Lành nghi ngờ. Không biết do ma nữ đã thoát ra rồi quay lại trả thù, hay giống dĩ ngay từ đầu hung thủ đã không phải là ma nữ, và lời nguyền nơi miếu quan nào đó giống như lời của ông thầy Pháp kia đã nói. Ba Lành hỏi thăm đầy tớ thì được biết sáng nay nhà thầy Sáu cũng tiếp vài bệnh nhân bị thứ gì đó cắn. Vì vậy ông ta đến đây để xem xét tình hình, biết đâu thông qua những người này ông có thể biết được thứ đã giết chú ruột của mình và gây ra những án mạng bí ẩn trong vòng một năm trở lại đây là gì. Còn mấy đứa này, rốt cuộc là tụi bay bị mận sao vậy? Dạ bị thằng ăn trộm đó cắn đó thưa ông. Ba Lành nhìn vết thương trên người họ thì khó tin hỏi lại. Cái gì mà người cắn chứ? Sự tình là như thế nào? Đâu tụi bay kể lại đầu đuôi tao nghe coi. Một trong nhóm người bị thương bắt đầu kể. Dạ thưa ông ba, xấu là mấy bữa nay có cái thằng cắt lúa trộm nên anh em tụi con mới tính hừng đông đi canh bắt. Lúc tới ruộng thì nghe có mấy tiếng động lạ nên rượt theo.
tụi con rượt ra tới bến đò. Ai dè nó trúng ở trong mấy cây lao á. Trời tối với lại lao cao cho nên khó thấy. Trời, khi không nó nhào ra cắn lén tụi con nữa thưa ông. Rồi mày có thấy rõ mặt nó không? Có mấy đứa? Dạ trời tối quá nên không thấy rõ mặt. Nhưng mà hình như là một đứa con nít đó, nó cao đâu tới cái chỗ này của con nè. Người bên cạnh cãi lại. Là người lớn chứ con nít gì? Lớn nên nó mới cắn tới cổ tôi mà. Cái lúc đó anh bị té nên mới nhớ lộn đó. Chứ nó đứng chắn ngay trước mặt em mà. Là một thằng nhỏ thôi. Ba Lành không biết rốt cuộc mình nên tin ai. Nếu là người cắn, vậy thì là khác nguyên nhân với ba án mạng trước hay sao? Nhưng cắn ngay cổ như thế này thì cũng trùng hợp quá đi. Rồi lúa có bị mất không? Dạ không. Chắc cho tụi con tới kịp đâu. Ba Lành vuốt trâu, cảm thấy lời nói này có vấn đề. Ăn trộm đã trốn được trong cỏ lao thì sao lại nhào ra tấn công hai người này làm cái gì? Và họ chỉ thường cắn người khác khi bị khống chế mà thôi, đằng này còn chủ động tấn công. Nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước, ông lại đau đầu. Tưởng thầy pháp cúng xong thì mọi chuyện êm xuôi, thật không ngờ chưa đầy một năm mà chuyện cũ lặp lại. Nhưng dẫu sao bây giờ chưa điều tra ra được thứ đã hút máu ba người trước kia thì phải bắt kẻ trộm đã tấn công hai người này đã. Vậy bây giờ mình có báo quan không ông? Tên đầy tớ đứng sau lưng lên tiếng hỏi. Ba Lành suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Báo thì vẫn phải báo, nhưng mà chắc mấy ổng không có mừng được cái gì đâu. Lần trước cũng vậy rồi. Ông ta thở dài, vuốt nhẹ chòm râu bạc dưới cằm. Thôi mày bơi xuồng đi báo với ổng biết một tiếng đi. Nếu mà ổng không muốn tra thì mày xin ổng giúp cho mấy người lính có súng. Ở đây mình chỉ có gậy gộc với dao búa, chỉ sợ nếu là thú dữ hoặc là cái gì đó đó thì không thể đánh lại được. À còn nữa, dạ, mày chạy về nhà báo cho bà với mấy cô mày đóng chặt cửa lại, không có được ra ngoài đường. Dặn luôn mấy đứa trong xóm, nếu mà không có chuyện gì gấp thì ai cũng phải ở nhà, nhất là đàn bà con nít. Đứa nào ló mặt ra đường tao biết tao đánh gãy chân à. Dạ dạ con biết rồi. Cả đầy tớ nhận lệnh xong thì thủ sẵn dao bén trong người rồi nhanh chóng chạy đi. Ba Lành quay lại sai phụ tá thân cận của mình tới kiểm tra vết thương trên cổ của hai người kia. Sau khi xem xong, gã báo cáo. Kiểu vết thương này gần giống với cái xác kia, chỉ là cái xác khô, vết thương co lại nên chưa thể khẳng định có phải bị cùng một thứ tấn công hay không thưa ông. Ba người bị thương thì giật mình nhìn nhau. Nếu quỷ hút máu gì đó trong lời ông thầy pháp chính là thứ đã tấn công họ thì xem ra họ đã rất may mắn rồi. Vì nếu không may, giờ đây biết đâu họ cũng đã biến thành cái xác khô giống như người đàn ông kia. Ba Lành ngẫm nghĩ một lúc, lơ đễnh liếc mắt mới phát hiện trong nhà thầy Sáu có người lạ. Ủa, con mày là ai vậy? Không phải ở làng này hả? Thành cúi đầu chào Ba Lành. Dạ thưa ông, con đi cùng với bác xuống điều hòa. Trên đường đi thì xe bị hư, bác bị nóng lạnh cho nên mới đưa tới đây để chạy chữa. Ba Lành nhìn từ trên xuống dưới của Thành rồi hỏi kỹ. Dẫu sao thì trong làng của họ vừa xảy ra một vụ án mạng và mấy vụ tấn công chưa rõ nguyên nhân nên phải cẩn thận với người lạ mặt. Mày ở chỗ nào tới? Thành biết ông ta đang nghi ngờ mình nên nhanh chóng kể về Hai Nguyên. Sau khi nghe nói Hai Nguyên là người của chánh quyền, Ba Lành liền thay đổi thái độ, chân mày giãn ra, nhiệt tình nói. Mèn đét ơi, hóa ra là ông Hai. Mấy cái thằng này, của quan mà cũng dám cướp nữa hả? Bắt được phải đánh gãy chân mới được à. Ông tặc lưỡi mấy cái
rồi vào phòng thăm Hai Nguyên thì thấy ông vẫn chưa tỉnh lại. Anh em Tý Lượm nhìn chằm chằm người đàn ông lạ mặt này một lúc rồi không chú ý nữa. Thành ngạc nhiên khi thấy Lượm ngồi dưới đất tự chơi chụp đá một mình, mặt buồn rười rượi. Còn Tý thì ngồi cạnh chân giường nhưng tâm trạng dường như không đặt ở chỗ này. Tụi nó chưa từng chơi riêng như vậy bao giờ. Quả thật thời gian lưu lại nhân gian của Tý không còn dài nữa. Thành cảm thấy lòng mình như lên men. Nếu như ông Hai chưa có chỗ ở, vậy thì cứ tới nhà tôi đi. Tôi mời thầy về sửa cái xe. Khi nào ông Hai khỏe thì tới điều hòa luôn. Tôi tính vậy được không cậu Thành? Thành vốn không muốn mất thêm thời gian. Lúc nãy anh định sẽ để Hai Nguyên ở lại, còn mình thì đón xe ngựa đến điều hòa trước. Chỉ là bây giờ ông ta còn chưa tỉnh, nên anh sẽ đợi ông tỉnh lại rồi mới rời đi. Nhưng Thành sợ thầy Tám đi mất thì biết đâu mà tìm chứ. Chuyện của Tý không thể kéo dài lâu thêm nữa. Nhìn Hai Nguyên, lòng Thành càng thêm nôn nóng. Vậy có gì nhờ ông coi giùm cái xe? Hồi hôm đậu ngoài đường lớn gần cái miếu đó thôi. Ủa, nói vậy là hồi hôm mà chú em với ông Hai ở chỗ cái miếu hả? Lúc nãy Thành kể mình bị cướp, nhưng không có nhắc tới cái miếu kia. Ba Lành khó tin, quay sang nhìn cha con thầy Sáu. Sao vậy ông? Bộ chỗ đó có cái gì sao? Ba Lành vuốt nhẹ chòm râu rồi gật gù. Cái chỗ đó người ta bỏ hoang, không tới lui đốt nhang hay thờ cúng chi hết. Bởi lẽ hồi trước ở đó có người bị cắn chết, giống hệt như cái xác khi nãy cậu thấy đó Thành. Ba Lành không kể chuyện thầy Pháp từng trấn yểm dông cô gái dưới gốc đa trước cái miếu. Ông ta không muốn người lạ như Thành biết quá nhiều chuyện ở làng mình. Sau khi Ba Lành nói xong thì không ai nói lời nào. Một sự yên lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn nhà nhỏ. Nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó, Khanh không khỏi rùng mình. Hồi tôi tới miếu, thấy cái đầu ông đó bị cắn lặt lìa, ghê lắm chú Thành ơi. Mọi người lại một lần nữa yên lặng. Ký ức kinh hoàng khi đó khiến cho ai nấy vẫn còn ám ảnh. Đột nhiên Thành nhớ đến anh tài xế của Hai Nguyên thì thấp thỏm không yên. Hôm qua họ bị trúng thuốc mê, sáng thức dậy đã không còn thấy gã đâu nữa rồi. Trong làng lại xảy ra cái chết kỳ quái và có mấy người bị thương. Ba Lành nói thêm vài câu gì đó rồi nhanh chóng cùng đám đầy tớ của mình rời đi. Ông phải mời thầy Pháp Hai Đúng quay lại, thu xếp người lùng sục toàn bộ khu vực này. Đây là đất của ông, trên đó có gia đình và người thân. Ông sẽ không để những thứ ác ôm làm càn được. Ngày trước Ba Lành không phải kiểu người mê tín dị đoan, nhưng vì không còn cách nào khác nên mới mời thầy Pháp tới. Bây giờ tuy sự việc vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng ông vẫn phải mời thầy Pháp quay lại. Dẫu sao thì nên tin là có còn hơn là không. Có thể làm được gì ông đều sẽ làm. Trước khi Ba Lành đi, Thành có nhờ đầy tớ của ông tìm giúp anh tài xế và chỉ đến chỗ này để hội ngộ cùng Hai Nguyên. Ba Lành đi rồi, những người còn ở lại không ai nói với ai câu nào, nét mặt lo lắng không yên. Lát sau một người đàn ông lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh của bọn họ. Tôi nghĩ là lời ông thầy cúng hiển linh rồi đó. Chỉ sợ ông cứu mình được lần đó, còn lần này thì chắc tôi phải về quê vợ ở ít bữa quá. Thôi đừng có nói bậy, để coi ông ba có tra ra được cái chi không rồi mình tính tiếp. Hai cha con thầy Sáu cũng buồn bã, hóng mắt ra cái sân u ám nằm sâu trong vườn dừa. Không khí này khiến cho ai nấy đều nghĩ đến sự chết chóc và những chuyện trùng trợn đằng sau mấy cái xác kia. Không ai biết tiếp theo sẽ đến người nào. Họ đều phập phồng lo sợ cho tính mạng của bản thân và người nhà của mình. Thank you.
Xế chiều hôm đó, Hai Nguyên chẳng những không tỉnh mà còn bắt đầu nói mê sảng, nên Thành chẳng thể đi điều hòa như dự định, phải tiếp tục ở lại chỗ thầy Sáu để chữa trị cho ông ta. Anh tài xế tên Dũng đến bây giờ vẫn chưa đến, dù từ chỗ cái miếu tới đây không có xa xôi gì. Đầy tớ của Ba Lành cũng lùng sục khắp nơi, nhưng vẫn không thấy gì. Thành đoán chắc Dũng đã lành ít dữ nhiều rồi. Tuy chỉ nói với nhau có mấy câu, nhưng dù sao đó cũng là một mạng người. Vì vậy Thành quyết định đi tìm anh. Lúc trưa, có hỏi cha con thầy Sáu về chuyện từng xảy ra ở nơi này, nhưng chỉ được họ kể qua loa vài chuyện về lời nguyền ma nữ nơi cái miếu. Ngoài ra thì không nói gì thêm nữa, giống như họ sợ bị ma nữ quở phạt. Tí ở nhà canh chừng thằng Lượm với ông Hai nghe con. Hai đứa bay không có được đi ra ngoài. Tí quay lại chỗ cái miếu lát tí về liền. Tí nghe xong thì nôn nóng đứng lên, dường như nó không muốn anh đi. Nó mấp máy môi định nói cái gì đó, nhưng không thốt được nên thành lời. Tí cảm thấy bất lực, bàn tay dần siết chặt lại. Thằng Lượm thì nhanh nhẩu hơn. Nó vứt mấy viên đá xuống đất, níu lấy gấu áo của Thành, rồi dường ánh mắt cúng con mà đòi theo. Tía, cho con đi với. Thành lắc đầu. Thôi, tí về liền mà. Kẻ tấn công những người kia còn chưa biết được thế lực nào, nên anh không thể để hai đứa nhỏ mạo hiểm được. Tí thì không vấn đề, nhưng Lượm thì khác. Nó là con người bằng xương bằng thịt giống anh. Nó chỉ có sức mạnh nhất định nào đó trước ma quỷ, nhưng còn con người thì nó lại không tự bảo vệ mình được. Tí nói một lần thôi nghe. Thấy thái độ cứng rắn của Thành, Lượm không mè nheo nữa. Nó tiêu nghĩa bỏ tay khỏi áo anh, rồi đu đôi chân ngắn củn lên giường, hờn giận nhìn Tí. Nhưng nó phát hiện ra anh trai không để ý tới mình, nên bĩu môi. Một giọt nước mắt to như quả trứng gà lăn dài xuống đôi gò má phúng phính, trong bộ dạng rất đáng thương. Thành băng theo con đường mòn đến miếu. Ngoài túi đồ nghề thì anh còn cầm theo một khúc cây dài để phòng thân. Khi đến gần chiếc xe hơi, Thành mở cửa vào xem thử, thì thấy tờ giấy mình ghi lời nhắn cho Dũng vẫn còn nằm yên trong khoang lái, dường như chưa từng có ai xem qua. Kỳ lạ. Anh lẩm bẩm, rồi cảnh giác nhìn xung quanh. Nếu như người còn sống thì đã đến chỗ thầy Sáu, và chết rồi thì phải thấy xác chứ. Đằng này lại không có bất kỳ tâm hơi nào, giống như chưa từng tồn tại vậy. Thành càng nghĩ càng cảm thấy quái lạ. Lúc này trời đã nhá nhem, ánh sáng ảm đạm yếu ớt khiến cho cảnh vật quanh miếu càng thêm u tịch. Hôm qua Thành đến là buổi tối, nên anh không có dịp quan sát kỹ. Bây giờ gió thổi hiu hiu như thế này khiến cho anh thoáng chốc rùng mình. Thành bước vào miếu nhưng không thấy gì khác thường. Mấy cây nến nằm dưới đất hôm qua, thế mà bây giờ đã không còn nữa. Đám người trong xóm thì chắc chắn không dám bước chân đến đây. Nhóm người của Ba Lành thì nghe nói chỉ đứng ở bên ngoài nhìn, không thấy ai cũng đã vội vã rời đi. Trong đầu Thành nghĩ đến bọn trộm đồ của mình. Chỉ là bọn chúng dám xuất hiện vào ban ngày hay sao? Lúc nãy nhóm của thầy Sáu kể ở đây là miếu thờ một cô gái treo cổ chết. Cô ta oán hận vì sự xua đuổi của dân làng trước căn bệnh phong cuội của mình, nên trước khi chết đã để lại lời nguyền nào đó khiến cho dân làng khiếp sợ. Anh bước ra khỏi miếu, rồi đến đứng dưới gốc cây đa nơi cô gái từng treo cổ. Sợi thòng lọng qua năm tháng vẫn còn ở đó, ít nhiều gây nên nỗi ám ảnh mỗi khi có người đi ngang qua. Có lẽ dân làng đã không dám tháo nó xuống. Đột nhiên anh nhìn thấy dưới gốc đa có treo một sợi dây, trên đó còn vài chiếc chuông nhỏ. Thành khom xuống nhìn kỹ, rồi tự hỏi, là bùa chú sao? Anh đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên cây đa cổ thụ tùm. Lạ thật, trời đang nổi gió, nhưng thòng lọng không hề động đậy
mà lặng thinh, giống như bị ai đó trói buộc. Thành đi vòng quanh gốc đa, rồi dùng khúc gỗ mình mang theo soi thử vài chỗ dưới gốc đa. Cuối cùng phát hiện ra bên dưới có chôn một cái gương đồng và ngày tháng năm sinh cùng tên của một cô gái. Thành lẩm bẩm: thì ra là như vậy. Những người ở nhà thầy Sáu không nói hết mọi chuyện cho anh biết. Quá ra thầy Pháp làm bùa phép và vong hồn cô gái treo cổ kia đã bị giam cầm bên dưới gốc đa này. Vật trấn cô ta chính là sợi thòng lọng đó. Chẳng trách người mất đã lâu nhưng sợi dây vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Sau khi kiểm tra, Thành biết trận pháp của ông thầy này khá đơn giản, nhưng do bình thường không ai động vô nên chưa bị phá. Thành theo ba sành từ nhỏ, anh biết trách nhiệm của người hành đạo. Ngoài bảo vệ người sống ra thì không thể mưu hại người chết. Bây giờ thấy cảnh vong linh bị trấn, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ anh cũng có một số việc muốn hỏi vong nữ này. Thành lấy trong túi ra ba cây nhang, đốt lửa lên cắm xuống đất, bắt đầu lẩm nhẩm khấn vái. Sống khôn tác thiên, người đã mất rồi, mọi quán niệm xin hãy buông bỏ. Sống đã bất hạnh, đừng mang theo nỗi bi ai xuống hoàng tuyền. Kết thúc mọi ân oán, bắt đầu cuộc đời mới đi. Thành khấn xong thì trèo lên cành cây, cắn ngón tay lấy máu nhỏ lên sợi thòng lọng. Bỗng dưng thòng lọng trung trinh rồi đứt ra. Cùng lúc đó, chiếc gương đồng cũng bị nứt. Thòng lọng trở nên mục nát rơi xuống đất. Thành nhảy xuống, châm lửa đốt cháy sợi dây, bắt đầu đọc tên cô gái và rung chuông gọi hồn. Bất chợt một cơn gió thổi qua, làm lá đa cọ quẹt vào nóc miếu, kêu lên xào xạc. Dưới bóng hoàng hôn vàng nhạt, một vong hồn mỏng manh như khói như sương hiện ra. Trước mắt Thành là một cô gái tóc tai bù xù, gương mặt không còn nguyên vẹn. Trong tay anh cầm sẵn gương bát quái và kiếm gỗ. Chỉ cần cái vong này làm bậy, anh sẽ hút nó vào trong gương. Nhưng ngược lại, trông cô ta rất yếu ớt. Người như thế này có thể để lại lời nguyền hại cả làng hay sao chứ? Thành không tin, nhưng anh vẫn hỏi: cô đã nguyền rủa cả làng, bị quỷ hút máu chết hay sao? Cô ta lắc đầu. Cô có chỗ muốn đi hay không? Cô gái ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu, dường như không còn bất kỳ lưu luyến nào với thế gian này nữa. Đáy mắt không có chút hận thù nào. Đột nhiên cô ta quỳ rạp xuống đất, lại thành ba lại cảm ơn vì đã cứu mình. Sau đó vong hồn cô dần trong suốt rồi tan biến vào hư không. Thành hiểu cô gái này chưa từng oán hận bất kỳ ai, nên không để lại lời nguyền độc ác như dân làng đã kể với anh. Thành đã có câu trả lời mình cần. Tuy bóng hình kia đã biến mất, nhưng gương mặt đó vẫn khiến cho Thành nhớ rõ. Anh ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đỏ rực đang dần khuất dạng kia. Đời người cũng như vậy, khởi đầu là sớm mai, kết thúc là khi chiều tà. Ai rồi cũng phải chết. Chỉ có người chết già do tận số, có người chết trẻ trong uất ức như cô gái kia. Nhưng biết sao được, đời giống dễ vô thường mà. Lúc này trời đã tối hẳn. Vì không tìm được Dũng nên Thành đành trở về chỗ của thầy Sáu. Anh băng qua con đường mòn nhỏ, xung quanh là những ngọn cỏ lao cao quá đầu người. Ánh trăng dần lên cao, soi rõ con đường phía trước Thành. Bất chợt anh nhìn thấy một con mèo đen ngồi ở phía trước cách chỗ mình khoảng 10 bước chân. Nó ngồi nhìn chằm chằm vào anh. Ánh trăng xuyên vào đôi mắt nó, lồng lanh sống động khác thường. Thành ngạc nhiên. Nếu là chó mèo thấy người lạ thì sẽ chủ động bỏ đi trước. Đằng này lại ngồi đó giống như muốn đang chờ anh đến. Đi đi. Thành dậm chân mấy cái, nhưng con mèo vẫn ngồi yên bất động. Anh bỗng nhớ đến con mèo từng tấn công anh tài xế hôm trước. Con mèo này rất ốm
da bọc xương. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy những chiếc xương sườn lộ ra trên bộ lông ngắn. Đôi mắt của nó đỏ ngầu, sáng long lanh dưới ánh trăng. Bỗng chiếc chuông trên tay Thành rung nhẹ, báo hiệu thứ ma quỷ nào đó đã xuất hiện. Ôi trời! Anh lẩm bẩm rồi lùi về phía sau một chút. Con mèo đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi về phía Thành. Anh từng nghe nói có một loại miêu quỷ do các thầy pháp nuôi đi luyện bùa. Trong các câu chuyện ma quái giữa chốn Trà Dư Tửu Hậu của những người trong xóm. Nhưng Thành chưa từng thấy nó ở ngoài đời bao giờ, cũng không biết liệu đây có phải là thứ đó hay là không. Nếu nó thật sự là miêu quỷ, vậy phải chăng nó chính là thứ gây nên mấy cái chết bí ẩn kia hay không? Vì không biết cách đối phó nên Thành chạy thật nhanh vào cánh đồng cỏ lau. Vừa chạy, anh vừa nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lòng ngực. Không biết đã qua bao lâu, anh ngừng lại rồi cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Lúc này trời lặng gió, Thành có thể nghe được tiếng động rất khẽ xung quanh. Anh căng thẳng chờ đợi hồi lâu, nhưng không có bất kỳ thứ gì xuất hiện. Trăng đã lên cao trên đỉnh đầu Thành, gió bắt đầu thổi nhẹ, nhưng cũng không làm cho tâm trạng của anh dịu đi. Anh nhẹ nhàng đứng dậy rồi tìm lối ra đường lớn. Bất chợt Thành thấy đám cỏ lau cách mình khoảng mười mấy thước rung rinh. Bà nè! Thành chửi một tiếng rồi chạy thật nhanh ra khỏi bờ cỏ lau. Đến khi ra đến đường lớn, thấy có ánh đuốc ở phía xa, Thành đoán có lẽ đó là đám đầy tớ nhà Ba Lành. Anh định gọi họ tới giúp đỡ, nhưng lại sợ bị con mèo quỷ quái kia tấn công, nên im lặng chạy thật nhanh. Bất thình lình con mèo ở đâu nhảy bổ ra, Thành liền vung khúc cây trong tay quất mạnh một cái. Con mèo bị văng ra xa rồi nằm bất động trên đường. Cú đánh vừa rồi nếu là mèo thường thì chắc không thể sống nổi, nhưng đây chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Thành tới gần nhìn kỹ. Lúc này ở khoảng cách gần, ánh trăng sáng tỏ khiến cho Thành nhận ra con mèo vốn dĩ chỉ là một cái xác khô, da thịt co quắp lại dưới lớp lông sơ xác của nó. Nó giống hệt như thằng Tí, là một cái xác biết đi. Thành biết chắc chắn cú đánh vừa rồi không thể lấy mạng được nó. Anh bèn lấy trong túi bàn một sợi dây định cột lại, nhưng chưa kịp thì nó đã mở mắt ra, bật lên cắn vào tai Thành, khiến cho anh la lên đau đớn. Có tiếng kêu đằng kia kìa, mau chạy qua coi thử đi. Đám đầy tớ của Ba Lành nghe tiếng hét của Thành bèn cầm đuốc chạy qua, thì thấy Thành đang nắm chặt con mèo trong tay. Nó rất dữ tợn, liên tục vùng vẫy không ngừng. Trời đất ơi, đang cảnh dầu sôi lửa bỏng mà cậu Thành còn đi bắt mèo ăn nữa hả? Thành không thèm trả lời họ, anh la lên. Lượm sợi dây dưới đất, trói nó lại giùm tôi với, đừng có để nó cắn trúng đó. Đám người thấy vậy thì nhanh chóng nhặt sợi dây lúc nãy Thành đánh rơi, rồi cột con mèo lại. Sau khi xong xuôi, Thành ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Tay cậu Thành chảy máu rồi kìa. Lúc này Thành mới nhìn lại cánh tay mình, thì thấy vết mèo cắn gần chỗ từng bị xác sống cắn lần trước. Máu chảy ra ướt đẫm tay áo của anh. Thành đau đớn nhăn mặt. Ủa, sao con mèo gì kỳ vậy? Đám đầy tớ thấy con mèo chỉ là bộ xương khô thì ngạc nhiên nhìn nhau. Con mèo này chết rồi. Thành lắc đầu nói. Hả? Chết rồi sao còn cắn người được chứ? Mọi người lẩm bẩm rồi im bặt. Dường như họ đều nghĩ ra thứ gì đó nên không dám nói tiếp. Họ nhìn Thành đầy e ngại. Dân gian từng đồn đãi với nhau rằng người bị xác sống cắn trúng thì vết thương sẽ dần thối rữa, dẫn đến chết trong đau đớn. Nếu lời đó nói là thật, vậy thì Thành sẽ tính sao đây? Về chỗ của thầy Sáu đi. Cái làng này không chắc chỉ có một con như vậy đâu. Tốt nhất mấy anh nên về nhà. Có gì thì sáng ngày mai rồi tính tiếp. Thứ này sợ ánh nắng, ban ngày nó sẽ không dám tấn công con người đâu.
Dù Thành không nói, thì sau khi biết được nguồn gốc con mèo này, họ cũng không dám ra ngoài nữa. Dẫu sao thì họ cũng là dân thường. Ba Lành thì vẫn chưa mượn được súng, quan trên nói sẽ cử lính xuống để giúp đỡ, nhưng đến giờ này vẫn chưa nghe tin tức gì. Họ sợ hãi lấy bao trùm con mèo lại, rồi cùng Thành vội vã quay lại nhà của thầy Sáu. Trên đường đi, Thành liên tục nghĩ tới người tài xế của Hai Nguyên. Rất có thể con mèo này đã tấn công anh ta. Nếu như vậy thì bây giờ anh ta như thế nào rồi? Thịt da sẽ thối rữa, hay cũng giống như anh, sẽ biến thành một thứ gì khác nữa đây? Thành không biết. Anh không thể đoán được những gì ngoài sự hiểu biết của mình. Nhưng mà cái làng này càng lúc càng khiến cho Thành bất an. Rốt cuộc thì vị thầy pháp chủ của con mèo này là dân làng hay là ở nơi khác? Nhưng mà có hận thù gì nên mới khiến cho con mèo đến đây tấn công họ chứ? Lúc nhóm của Thành về tới chỗ của thầy Sáu thì trong nhà không còn đèn đốm gì. Có lẽ mọi người đều đã đi ngủ. Đập cửa gọi lớn, Thành thì nắm chặt chiếc khăn quấn trên cánh tay mình để bớt đau. Máu vẫn chảy ra, khiến cho vết thương đau nhức không thôi. Thầy Sáu ơi! Nhà thì nhỏ mà vẫn không có nghe ai trả lời, nên gã kia có chút thiếu kiên nhẫn, giọng hơi lớn một chút, tay đập cửa cũng mạnh hơn. Bên trong vang lên tiếng ho khan nho nhỏ. Một ánh đèn hiu hắt từ nhà dưới dần tỏa lên nhà trên. Thầy Sáu dắt chiếc khăn rằn trên vai, tay cầm theo cây đèn bóng, dán màn đến gần cửa, rồi cẩn thận hỏi: Ai kêu cửa đó? Hôm nay trong xóm đã xảy ra quá nhiều chuyện không hay, nên dường như ai nấy cũng đều cảnh giác hơn ngày thường, nhất là những tiếng gọi trong lúc đêm hôm như thế này. Cậu Thành bị con mèo cắn, tôi đưa về nè thầy Sáu. Ủa? Ông ta nhận ra là người trong xóm nên nhanh chóng mở cửa. Con mèo nãy giờ vẫn nằm im, vừa nghe giọng thầy Sáu thì đột nhiên vùng vẫy, khiến cho ông ta sợ hãi lùi về sau. Không sao đâu thầy, nó bị cột rồi, cứng ngắc à? Một gã can đảm nhất sớm vừa nói xong thì đạp mạnh vào chiếc bao, khiến cho con mèo gào lên. Tiếng gào của nó khiến cho những người có mặt đều sởn gai ốc. Trời đất ơi, bộ mày điên hả? Nó là quỷ hút máu đó. Lời nhắc nhở này khiến cho gã bớt hung hăng lại. Thầy Sáu sợ tới run cả người. Họ nhanh chóng vào nhà rồi ném con mèo xuống đất. Giờ mình tính sao với con mèo này? Nó đã chết vậy rồi, mà sao mà giết được nó nữa? Hay là đốt nó hả? Thầy Sáu nghe vậy cũng đoán được tình hình, nên vội can ngăn. Khoan đã, dù gì ông ba cũng đi trước thầy pháp rồi, sáng mơ gì thì mình tính. Tụi bảy đốt bà coi chừng ổng chửi chết đó. Thành cũng chưa có ý định đốt chết con mèo. Dù sao anh cũng muốn thông qua nó để biết được kẻ nào đứng sau tất cả chuyện này. Thầy Sáu nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên tay anh thì gọi: Chú Thành qua đây tôi bó cho, chảy máu nhiều quá rồi. Thành ngồi xuống ghế, giơ cánh tay ra cho thầy Sáu kiểm tra. Ông ta tháo chiếc khăn ra khỏi tay Thành, thấy vết thương thì nhăn mặt. Vết thương này nhầy nhụa rất khó coi, nếu lành lại chỉ e là sẽ để lại một vết sẹo lớn. Nếu nó chính là quỷ hút máu thì chú Thành gặp may rồi đó. Nếu không... Ông ta không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu ý. Chỉ có Thành tuy sắc mặt hơi tái nhưng thái độ vẫn bình tĩnh như bình thường. Thầy Sáu nhanh chóng rửa vết thương rồi dùng thuốc bó lên, sau đó dùng một miếng vải lớn cột lại. Xong rồi đó chú Thành, để tôi đi nấu cho chú chén thuốc, uống xong ngủ dễ hơn. Dạ cảm ơn thầy. Ủa, thằng Khanh đâu rồi thầy Sáu? Người kia không thấy Khanh nên thuận miệng hỏi thăm. Hồi chiều nó dông xuồng đi chạy đêm rồi chú. Mèn ơi, gan cùng mình ha.
đêm hôm khuya khoắt với quỷ hút máu nữa. Biết sao được, ngày nào cũng phải ăn cơm mà. Gã không để ý mà quay lại hỏi Thành. Thôi cậu Thành về tới rồi, vậy tụi tôi cũng về chòi canh nha. Hồi chiều ông ba kêu lập chòi canh để có cái chi mà còn cứu kịp. Mà con mèo tính tính sau đây, hay gửi lại đây được không? Chứ giờ này đem qua chòi thì... Nhớ lại con mèo ma quỷ đó thì họ không dám mang theo bên mình. Xung quanh bụi rậm, cỏ cây tùm, nếu như nó chạy mất thì lại không biết cách nào để bắt lại. Khi nãy chứng kiến nó cắn Thành, ai nấy đều sợ hãi. Thôi mấy chú cứ để lại nhà tôi đi, có cái gì thì sáng mời báo với ông bà một tiếng. Được sự cho phép của thầy Sáu, đám người kia nhẹ nhõm hẳn ra. Vậy tụi tôi đi nghe thầy Sáu, có cái gì thì chạy qua kêu nghe, một chồi tới mấy người canh lận. Họ nói xong thì nhanh chóng rời đi. Chòi canh của họ cách đây không quá xa. Vì trong xóm xảy ra chuyện nên ba Lành lập mấy chòi canh để có gì còn kịp ứng phó. Khi tiếng chân xa dần thì thầy Sáu uống cạn tách trà rồi mới đứng lên đóng cửa lại. Thôi vậy nha, tôi đi sắc thuốc, chú Thành coi nghỉ ngơi đi, chừng nào xong tôi rình vô cho. Dạ cảm ơn thầy. Ơn nghĩa chi đâu, nãy giờ cứ cảm ơn miết cả. Ông nói xong thì cầm đèn đi. Thành nghiêng đầu nhìn cái bao nhốt mèo, rồi gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. Lát sau anh lấy trong cái giỏ bàn của mình ra một ít muối hột, rồi trắc quanh bao để ngăn không cho con mèo ra ngoài. Nếu nó là một dạng xác sống giống như tí thì thấy muối nó sẽ sợ. Xong xuôi, Thành vô buồng thì thấy Tí đã đứng ngay vách nhà nhìn mình. Có lẽ nó nghe tiếng anh nên đứng đây từ nãy tới giờ. Thành bèn vỗ tay lên đầu nó mấy cái rồi đến thăm Hai Nguyên. Dường như từ lúc anh ra ngoài tới giờ, ông Hai vẫn không tỉnh lại. Thành sờ tay lên trán Hai Nguyên thì thấy đã hạ sốt rồi. Ai đó trải cái chiếu cho thằng Lượm nằm dưới đất. Nó đang ngủ say sưa quên trời quên đất. Thằng Lượm nay sao ngoan ngủ trước vậy cả? Anh cười khẽ rồi ngồi xuống chiếu, vuốt nhẹ cái trán mát rượi của Lượm rồi nhìn sang Tí. Thấy nó vẫn đứng yên ở vách nhìn chằm chằm mình thì vỗ vỗ vào cái chỗ trống ở bên cạnh. Tí, lại đi. Nó rụt rè đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh Thành. Anh vuốt mái tóc đã sơ cứng cùng với gương mặt bé nhỏ của nó, định nói cái gì đó nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Thành có rất nhiều chuyện muốn nói với Tí nhưng anh không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Đến bây giờ Tí vẫn chưa biết mục đích của chuyến đi tìm thầy Tám này. Anh đi đâu nó theo đó, chưa từng thắc mắc mình đang đi đâu hay đi để làm gì. Tình cảm cha con của bọn họ không phải là giả, thậm chí còn rất sâu sắc. Thành nhìn Tí một lúc rồi thở dài. Thôi ngủ đi. Anh nói xong thì nằm xuống, kéo nó nằm vào hõm vai mình, sau đó nặng nề nhắm mắt lại. Trong màn đêm thăm thẳm, Thành nghe tiếng thở đều đều của Lượm, nghe cả tiếng côn trùng kêu rã rích trong đêm, mà lòng ngổn ngang bao mối tơ dò. Khoảng nửa giờ sau, thầy Sáu mang thuốc vô. Thấy Thành uống xong thì ông ta mới đi ngủ. Lúc này trời đã rất khuya rồi. Một người đàn ông cầm chai rượu, vừa uống vừa ngã nghiêng đi về phía làng. Gã được gọi là con ma men của xóm này. Bình thường gã làm việc rất siêng năng, nhưng sau khi kiếm đủ tiền thì sẽ lên chợ mua rượu uống. Hai ngày nay gã không về nhà nên không biết trong xóm vừa xảy ra án mạng. Gã vừa đi vừa hát nghêu ngao cái gì đó thì đột nhiên nghe có tiếng bước chân đi ở đằng sau.
Cả quay đầu nhìn lại thì không thấy người nào. Cả nhìn con đường thăm thẳm phía sau lưng, rồi lắc đầu mấy cái, giọng ê a kéo dài lẩm bẩm. Tưởng là có cái thằng nào đi theo tao chứ. Tao không có tiền, cướp cũng đừng có ngu mà cướp trúng tao nghe chưa. Cả nấc nhẹ một cái, rồi cầm chai rượu lên chốc mạnh xuống. Men rượu cay nồng khiến gã thích thú và khà ra một cái thật mạnh. Ta nói mà, đời người có bao nhiêu năm. Gã mới nói đến đó thì trước mặt mình xuất hiện một người, liền nhe răng cười. Ủa? Nhưng chưa kịp nói gì, gã đã bị thứ đó nhào đến tấn công. Có tiếng thủy tinh đổ vỡ, có tiếng thân người ngã xuống đất, có cả những âm thanh nhai nuốt kỳ quái đang vang lên trong đêm. Thành đang ngủ thì giật mình xoay người qua, nhưng không thấy tí đâu nè. Lượm vẫn đang ngủ say, thở đều đều trong ngực anh. Hai Nguyên thì ngủ ly bì trên giường. Bên ngoài tiếng gió thổi lớn làm cho hàng cây dừa nghiêng ngả xào xạc không ngừng. Thành nhẹ nhàng đứng dậy, dán màn lên kiểm tra thì thấy con mèo bị trói vẫn nằm yên trong góc. Con mèo biết có người nhìn mình nên khè một cái thật mạnh. Thành mở cửa ra rồi nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tí. Giờ này nó còn đi đâu được chứ? Bất chợt anh có linh cảm không lành. Thành nương theo ánh trăng ra ngoài tìm Tí. Đi được một lúc, bỗng anh nghe có tiếng rên khẽ ở đâu đó trên con đường mòn xuyên qua cánh đồng cỏ lau. Thành nhặt vội khúc cây rồi vội vã chạy đến nơi có âm thanh phát ra, thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Tí đang ngồi xổm bên cạnh một thi thể. Tí! Nghe giọng ba mình, Tí giật mình xoay đầu lại. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Tí nhìn thấy răng nanh của nó lộ ra ngoài. Trong mắt Tí đen đặc, không còn tròng trắng. Da mặt vằn vện gân máu dọc xuôi. Trời đất ơi! Bỗng có tiếng hét. Anh quay lại thì thấy sau lưng mình là Khanh. Anh ta chứng kiến cảnh tượng dã man kia thì khiếp đảm hét toáng lên. Bớ người ta! Quỷ hút máu! Quỷ hút máu! Khanh vừa nói xong thì sợ hãi bỏ chạy. Đám đầy tớ của ba lành ngủ ở chòi canh gần đó nghe tiếng hô hoáng, bèn cầm đuốc trầm rập kéo đến. Thành ngoái đầu nhìn Tí. Nó đứng dậy ngẩng người nhìn anh. Khi thấy ánh lửa đỏ cách mình không xa nữa thì hoảng sợ bỏ chạy đi. Tí à! Thành gấp rút đuổi theo. Tí chạy rất nhanh. Nó không đi theo con đường mòn mà luồn vào cánh đồng cỏ lau chạy thục mạng. Thành vừa đuổi theo Tí lại vừa sợ đám người kia bắt được con trai mình. Lúc này trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi. Phải chăng Tí đã cắn chết người đàn ông đó, và thậm chí là tấn công dân làng hay không? Anh nhớ lại cái đêm nó biến mất. Lúc quay lại thì không có đội nón, sắc mặt hồng hào, giống như vừa được bổ sung thêm máu. Người đàn ông bị thương đã nói gã bị một đứa trẻ tấn công. Anh rất muốn tin Tí không phải là quỷ hút máu. Nhưng nếu không phải nó thì tại sao nó lại bỏ chạy chứ? Khi nãy anh đã nhìn thấy răng nanh của nó. Từ trước tới nay, Thành chưa từng thấy răng nanh của Tí mọc dài như vậy bao giờ. Phải chăng thời khắc nó biến thành ác quỷ đã đến rồi? Nếu con trai anh thành ác quỷ, vậy anh phải làm gì? Anh giết nó sao? Sự tồn tại của nó sẽ khiến cho những người xung quanh anh gặp nguy hiểm. Bản thân anh cũng vậy. Hai người đã bỏ rất xa đám người kia rồi. Thành phát hiện mình đang ở gần cái miếu. Vừa đến bãi đất trống, Thành từ phía sau nhào tới ôm chặt lấy Tí.
khống chế để nó không chạy được nữa. Nó điên cuồng vùng vẫy. Thành nghe thấy tiếng xì xì quái dị vang ra từ miệng con trai mình. Dường như nó hoàn toàn đánh mất ngôn ngữ của loài người rồi. Thành đau lòng, sống mũi cay xè. Là tía đây nè tía à. Tỉnh lại đi con ơi, làm ơn, tỉnh lại đi con. Dường như lời nói của anh có tác dụng. Tí giận không còn bùng vẫy nữa. Anh thả lỏng tay, rồi thận trọng xoay tí lại đối diện với mình, nhìn vào đôi mắt không còn đồng tử của nó. Anh hỏi, có phải con đã cắn chết ông đó hay không? Tí không trả lời. Nó cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm Thành, cái đầu dần nghiêng sang một bên. Không hiểu sao Thành vẫn muốn tin Tí không làm ra chuyện đó. Anh định nói thêm nữa thì tiếng bước chân của đám người truy đuổi đã gần đến chỗ này. Tí liền đẩy mạnh Thành ra, nhưng dường như đoán trước được phản ứng của nó nên anh ôm ghì vai nó lại, gấp gáp dặn dò, con tới cái miếu đợi tía, đừng đi đâu hết. Hận đồng tía sẽ tới rước con đi nghe tí, nhớ đợi tía. Thành nói xong bèn đẩy vai tí đi. Nó nhìn chằm chằm anh, không hiểu sao ánh mắt đó khiến cho trái tim Thành đau nhói. Nhưng anh không có nhiều thời gian để buồn bã, vội vã chạy vào cánh đồng cỏ lao, gây tiếng động để đánh lạc hướng đám người kia. Thành biết nếu như Tí rơi vào tay đám người này thì nó chỉ còn con đường chết mà thôi. Tuy nó có sức mạnh, nhưng người thì quá đông, nó không thể tự bảo vệ chính mình. Đám người nghe được tiếng động Thành gây ra bèn đổi hướng đuổi theo cho đến tận bờ sông. Lúc này mặt trăng đang ngã dần về hướng tây. Nó chạy đằng kia kìa, trượt theo đi. Khi Thành chạy đến bờ sông thì đám người cũng vừa vặn kéo đến. Họ thở hồng hộc, chĩa dao về phía anh. Lời lẽ tuy hung dữ nhưng lại hơi run. Đứng lại đó, không tao chém chết mẹ mày bây giờ. Thành giơ hai tay lên đầu rồi chậm rãi quay mặt lại nhìn đám người. Ủa, cậu Thành, sao lại là cậu vậy? Thành phát hiện Khanh đi cùng đám người thì mấp máy môi rồi né tránh ánh mắt của anh ta. Lúc nãy Khanh đứng ở xa, Thành hy vọng Khanh sẽ không nhận ra Tí chính là đứa nhỏ mà họ đang truy bắt kìa. Hồi nãy tôi thấy thằng nhỏ đã bỏ chạy cho nên mới rượt theo. Đám người nghe vậy thì hạ dao xuống, rồi giơ tay áo lau mồ hôi đang tuôn ra xối xả trên trán mình. Mèn đét ơi, làm tao sợ muốn chết à. Hồi nãy rõ ràng nghe thằng Khanh nói là thấy một thằng nhỏ, mà bây giờ tự nhiên biến thành người lớn. Thiệt tình chắc bữa nào tao đứng tìm tao chết luôn quá. Bỗng dưng Khanh lên tiếng. Thằng nhỏ hồi nãy tôi thấy là con của chú Thành đó. Đó là thằng Tí đó. Đám người nghe vậy thì hoảng sợ, cảnh giác nhìn Thành. Thành bèn xua tay. Hồi nãy chắc tối quá nên anh Khanh nhìn lộn rồi. Thằng con của tôi bằng sao mà là quỷ hút máu được? Chuyện quỷ hút máu không phải xảy ra hồi trước rồi hay sao? Lúc đó cha con tôi còn Sóc Trăng mà. Đám người nghe vậy cũng có lý, nhưng vì Khanh khẳng định chính mắt mình nhìn thấy nên họ không thể lơ là cảnh giác với Thành được. Dù gì anh cũng chỉ là một người lạ vừa mới gặp hôm nay mà thôi, thà bắt lầm còn hơn bỏ sót. Cái làng này đã chết mấy mạng người, nếu như hôm nay không cẩn thận, biết đâu sáng ngày mai người tiếp theo chết lại chính là mình. Muốn biết thằng Khanh có nhìn lộn người hay không thì về nhà thầy Sáu coi, thằng con cậu có ở đó không là biết liền chứ gì. Khanh cũng gật đầu. Đúng vậy đó, mau về nhà tôi đi. Ở nhà còn có tí tôi nữa, lỡ đâu có chuyện gì chết rồi. Khanh nói xong thì nhanh chóng rời đi. Anh ta đi nhanh như chạy, dường như rất lo lắng cho tính mạng của tía mình. Đám người vẫn chưa hết mệt, nhưng sợ lại có người chết nên gấp gáp đẩy Thành chạy theo Khanh.
Khi đám người về tới nơi thì thấy trong nhà có ánh đèn hắt ra. Tía ơi! Khanh gọi lớn rồi đẩy cửa vô nhà thì thấy thầy Sáu đang ngồi trên bàn. Trước mặt là tách trà nóng khói nghi ngút. Ủa Khanh, mày đi chài về rồi đó hả? Cá mắm đâu? Ông ta thấy con trai mình đi tay không về thì thắc mắc hỏi. Con để dưới xuồng ngoài bến đó tí. Lúc đó đám người cũng tới nơi. Thầy Sáu bèn hỏi. Ủa mấy chú tới bắt con mèo hả? Nó còn nằm đó kìa. Mà sao sớm quá vậy? Còn chưa sáng mà. Mèo mã chị thầy ơi, thằng con trai lớn của cậu Thành có nhà không? Nó hả? Thì nó đang ngủ trong buồng chứ đâu. Vậy vô đó coi thử. Nhưng mà coi chừng nó nghe. Ủa mà có chuyện gì vậy? Không tới bắt mèo mà kiếm thằng nhỏ mần chi? Khanh không trả lời câu hỏi của ba mình mà cầm cây đèn bóng dán màn lên bước vô trong buồng nhỏ nơi Hai Nguyên đang ngủ thì không thấy tí đâu. Trời đất ơi, thằng nhỏ không có ở đây mấy ông ơi. Vậy là hồi nãy tôi không có nhìn lầm đâu, nó là quỷ hút máu đó. Nói xong anh ta quay sang tìm kiếm Thành. Ủa, thằng cha nó đâu mất tiêu rồi? Đám người cũng giật mình nhìn xung quanh. Chết mẹ rồi, hồi nãy mình không có để ý tới nó, bây giờ tính bằng sau đây chứ. Đám người hoảng sợ nhìn nhau. Một người tỉnh táo nhất trong nhóm lên tiếng. Thằng con với bác nó còn ở đây, thế nào nó cũng quay lại thôi. Bây giờ thầy Sáu với thằng Khanh coi chừng đi, đừng để tụi nó trốn nha. Tụi tôi kêu mấy người trong xóm chạy đi kiếm thằng Thành, thấy nó thì trói lại giải tới nhà ông ba luôn. Nhưng mà còn ông hai trong kia thì sao? Lỡ đâu ông mần quan lớn, bây giờ quan cái chi còn chưa biết được. Tất cả chỉ từ miệng thằng đó mà ra, biết đâu nó nói xạo chúng ta thì sao? Cứ bắt trước đã, mơ rồi tính. Họ nói xong thì tập hợp người trong làng rồi đốt đuốc đi lùng sục cả đêm. Còn thầy Sáu và Khanh thì đóng kín cửa lại để đề phòng chuyện không hay xảy đến. Lúc nãy Thành nhân lúc đám người không chú ý thì lẻn quay lại chỗ cái xác kia. Sau khi kiểm tra xong, Thành phát hiện trên cổ xác chết có vết thương chí mạng, vẫn còn chảy máu không ngừng. Bên cạnh cái xác có chai rượu bị vỡ, trên vỏ chai có một miếng da nhỏ. Rất có thể đó chính là da của hung thủ trong lúc giằng co với xác chết này để lại. Thành ngẫm nghĩ một lúc rồi lẳng lặng đi ra bờ sông. Sau một hồi, anh thấy chiếc xuồng cột vào gốc dừa gần bến đò. Cả đoạn sông dài chỉ có cái xuồng này mà thôi. Thành nhảy xuống lục lội tìm kiếm cái gì đó. Lúc định quay lại bờ thì bất chợt một cơn đau truyền đến ngay đỉnh đầu. Máu nóng hổi đặc sệt từ trên đỉnh đầu chảy xuống ướt cổ áo của Thành. Một người đứng trên bờ đang dùng dầm ra sức đập vào đầu anh, cho đến khi Thành ngã nhào xuống sông rồi dần chìm xuống lặng nước sâu. Máu tươi nhanh chóng lan ra đỏ thẫm cả một vùng. Sáng hôm sau, khi hừng đông vừa ló dạng, Khanh vừa mở cửa thì đã thấy đám người uể oải ghé qua nhà mình xin chút trà uống giải khát. Bọn họ lùng sục cả đêm, dạch gần hết cánh đồng cỏ lao ra nhưng không thấy bóng dáng tí đâu. Sao rồi chú? Sao trăng cái gì? Hai cha con thằng này dối thiệt chứ. Tụi tao kiếm cả đêm mà không thấy tâm hơi nó đâu. Hay là nó trốn ở trong miếu? Khanh gợi ý. Đám người nghe vậy thì liền đắn đo. Giống dĩ khuya qua họ định đến miếu, nhưng nói mãi mà không có ai dám đi. Dẫu sao thì nơi đó, ngoài thứ đáng sợ kia còn có cả ma nữ. Cái miếu đó giống như nỗi ám ảnh, khiến cho họ không dám lui tới. Thầy Sáu cũng tán đồng với suy nghĩ của Khanh. Nếu mà nó là con quỷ hút máu,
thì chắc nó tới đó trốn rồi đó mấy chú ơi. Gã đầy tớ của Ba Lành thở dài. Mới qua một đêm, nhưng mặt ai nấy đều hốc hác, mí mắt dưới trũng sâu. Thôi chờ ông Ba trước thầy Pháp tới đi, rồi coi ông tính sao. Chứ nói thiệt tụi tôi cũng không dám tới đó đâu thầy Sáu. Đúng lúc đó thì có người từ ngoài con đường nhỏ chạy vô, trong mặt gã khá hớn hở. Ông Ba mời được thầy Pháp tới rồi nha. Đi chung ổng có mấy ông cầm súng nữa đó, đang ngoài đường lớn kìa. Ông Ba kêu nhanh nhanh đi bắt thằng nhỏ đó đi. Những người ở đây nghe vậy thì mừng rỡ. Có súng thì bỗng ai nấy cũng tự tin hẳn lên. Mẹn đe coi, vậy thôi đi tới miếu liền đi. Sống rồi, sống rồi. Ờ, tôi đi nữa. Khanh nói xong thì cầm theo cái rựa dài. Một người bèn hỏi anh ta: Thầy Sáu ở nhà coi chừng thằng nhỏ có được không vậy? Thầy Sáu không nói gì, gã mới quay qua hỏi Khanh: Ủa mày bệnh hả Khanh? Mặt mày xanh lè vậy, đi theo được không đó? Con thầy thuốc, lo cái gì? Ờ, nhưng mà thằng Thành nói cha con nó mới tới. Còn chuyện nửa năm trước, ưu lợi của nó nói ông cũng tin được sao? Biết đâu hồi đó cha con nó tới đây mà mình không biết thì sao? Người kia nghe có lý, bọn họ không lãng phí thời gian nữa mà nhanh chóng tập hợp rồi sòng sọc kéo đến ngôi miếu quan. Tí chờ qua một đêm không thấy Thành quay lại, mặt trời vẫn chưa lên hẳn. Đằng đông một mảng đỏ rực lãng vãng ở dưới tầng mây. Đêm qua nó không ở trong miếu mà trèo lên cây đa, rồi đu qua mái nhà, nhìn phía con đường mòn nhỏ dẫn về làng để chờ Thành. Nó ngồi như vậy cả đêm rồi. Bây giờ không chỉ trăng nanh mọc dài mà ngay cả móng tay cũng đã chuyển sang màu đen. Gương mặt quái dị, không còn bất kỳ một cảm xúc nào. Hiện tại Tí không nhớ gì ngoài lời hứa sẽ quay lại đón mình của Thành. Lời hứa đó khiến cho nó không thể rời đi được. Tí không nhớ rõ Thành là gì của mình. Nó lắc đầu mấy cái rồi lờ mờ nhớ ra. Phải rồi, hình như nó từng gọi anh là Tía. Đột nhiên Tí thấy một nhóm 7-8 người đang rầm rập kéo đến chỗ này thì nhấp nhổm. Đám người không thấy nó, họ tập trung sự chú ý vào bên trong miếu. Những bước chân nhẹ nhàng bước vào bên trong. Họ cẩn thận dán tấm vải lót bàn thờ lên, nhưng bên dưới ngoài mạng nhện giăng tơ thì không còn thứ gì khác. Kiểm xung quanh đi. Họ nhanh chóng tản ra sau nhà mà kiểm tra. Một người vừa đi thì đột nhiên có thứ gì đó từ trên mái nhà rơi xuống trúng. Lúc ngẩng đầu lên lại thấy Tí. Nó đây nè bà con ơi. Gã sợ hãi ngã lăn ra đất. Theo tiếng hô hoáng của gã, mấy người trong nhà vội vàng kéo ra sân. Nhìn thấy răng nanh trên miệng Tí, ai nấy đều quên mất những tính toán ban đầu của họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Khanh đã nói đúng. Nó chính là quỷ hút máu đã giết chết mấy người ở làng này. Bây giờ phải làm sao đây? Bắn nó đi. Tiếng hô vừa dứt, một viên đạn xuyên thủng lồng ngực của Tí. Đàn bà con gái trong xóm nghe tiếng nổ vang lên ở phía miếu thì ai nấy cũng đều hoảng hốt, đóng sập cửa lại trốn ở trong nhà. Đám đàn ông thì đều được tập hợp ra ngoài bắt quỷ rồi. Một nhóm theo Ba Lành nghe tiếng súng nổ ở miếu thì đoán có lẽ họ đã tìm thấy Tí nên vội vã kéo đến. Trời đất ơi, nó không có bị sao hết, làm sao bây giờ chứ? Sau tiếng súng, đám người hoảng sợ nhận ra đạn không thể giết được ác quỷ kia. Tên lính giơ súng lên bắn thêm phát nữa nhưng vẫn không hề hấn gì. Đang lúc họ không biết nên làm gì thì Ba Lành và thầy Pháp chạy tới. Ông ta hô to: Bắn thêm nữa đi. Ba Lành vừa dứt lời, vài viên đạn nữa được bắn ra, nhưng chỉ khiến Tí hơi lùi về sau, khiến cho mấy miếng ngói cũ bị rơi xuống đất vỡ nát kêu lên loảng xoảng. Tuy bị tấn công nhưng Tí vẫn không chú ý đến đám người này.
Từ nãy đến giờ nó chỉ chung thủy nhìn về phía con đường mòn kia, chờ đợi hình bóng quen thuộc đến đón mình. Mình đi, mau bắn nữa đi. Nhiều tiếng súng vang lên cùng lúc. Tí bị đẩy khỏi mái nhà rơi xuống đất. Nó mở mắt nhìn trời xanh. Lúc này mặt trời đã lên rồi. Ánh nắng gắt gao chưa chiếu đến đây, nhưng đủ sáng để đám người nhìn rõ gương mặt vằn vện tơ máu dọc xuôi của Tí. Nó nhìn xuyên qua vai đám lính về phía con đường mòn, nhưng vẫn không thấy Thành đâu. Chẳng phải Tí nói Hừng Đông sẽ quay lại đón nó hay sao? Nhưng bây giờ đã sáng hẳn rồi mà. Quá ra Tí đã nói dối. Vì nó là quái vật nên Tí thực sự đã bỏ rơi nó rồi. Trói nó lại đi, đảng không giết được nó đâu. Thầy Pháp Hai đúng nói xong thì ném dây thừng cho đám lính. Họ nén sợ nhào đến vây bắt Tí. Nhưng lúc này nó rất mạnh, không còn dáng vẻ của một đứa trẻ 7-8 tuổi mấy ngày trước nữa. Một người can đảm nhào đến, nắm lấy cánh tay Tí bẻ ngược ra phía sau, nhưng bị nó quật lại, ngã nhào xuống đất. Một tên khác cầm dây trói lao đến, một đám người cùng xông lên. Tí nhìn chằm chằm đám người đang muốn hại mình, thì đột nhiên ngẩng mặt lên trời, gầm một tiếng lớn, khiến cho đám quạ đậu trong tán cây đa bay lên tán loạn. Đột nhiên, Tí nghiêng đầu giơ bàn tay đâm thủng bụng tên cầm dây, khiến cho gã kêu lên đau đớn, rồi gục xuống đất co người lại. Những người xung quanh thấy vậy thì sợ hãi chùn bước, không còn cái dáng vẻ can đảm như khi nãy nữa. Đột nhiên ông thầy Pháp lấy trong túi mình ra một túi muối hộp, rồi mở dây cột chọi vào người Tí. Nó bị trúng muối thì như bị phỏng, lùi lại phía sau. Trên da thịt nó, những chỗ trúng muối lủng thủng vài chỗ như lở loét. Nhân lúc đó, Khanh từ phía sau lao đến, ôm chặt Tí lại. Mau trói nó đi. Anh ta gào lên. Tí ở trong tay của Khanh cũng liên tục vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta. Đám lính thấy vậy bèn vòng dây qua trói chặt Tí lại. Sau khi xong xuôi thì ném nó ngồi dưới đất. Lúc này Hai Đúng chen qua đám đông trước mặt nhìn kỹ Tí. Nó biến thành ác quỷ rồi. Nó chính là quỷ hút máu, giết mấy mạng người ở làng này đó. Ba Lành thở hắt ra một hơi. Mèn đét ơi, hồi nãy không nhờ của thằng Khanh nhanh tay là thấy Tía rồi. Súng đạn không bằng chi được nó. Vậy bây giờ mình phải tính sau đây thầy. Đốt nó đi, chỉ có lửa mới giết được nó thôi. Người bị thương ở bụng khi nãy chảy khá nhiều máu, mùi máu tanh lởn vởn khiến cho Tí thèm thuồng. Nó nghiêng đầu, dương đôi mắt không đồng tử liếm mép nhìn gã, khiến cho ai nấy cũng đều rùng mình. Thằng Năm bị thương nặng rồi. Khanh à, mày cõng nó về cho thầy Sáu băng bó vết thương đi. Khanh nhìn người đang bị thương, máu chảy ròng ròng, rồi nhăn mặt. Chắc nhờ ai cõng ông về giùm Tí con đi ông ba. Hồi nãy giằng co với thằng nhỏ, bây giờ chân con bị trật rồi. Thôi vậy thằng Sáu, mày cõng thằng Năm về đi. Hai Đúng nhìn về phía cây đa trước miếu thì phát hiện sợi thòng lọng không còn ở đó nữa. Ông ta đoán có lẽ đã có ai đến đây làm hỏng bùa chú của mình rồi. Giống dĩ ông ta không phải là thầy pháp giỏi, nên trận địa trấn yểm cũng sơ sài dễ bị phá. Hai Đúng ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định hôm nay sẽ đốt chết cây đa này để quan hồn ma nữ kia không còn nơi bám víu để mà hại người nữa. Hai Đúng lấy một sợi dây có dán bùa chú, làm thành một vòng lớn quanh gốc đa, rồi nói với đám lính. Cột thằng quỷ này vô gốc cây đi, bữa nay sẽ đốt chết nó. Đốt luôn cây đa sao thầy? Ba Lành nghe thì hơi lo lắng. Dẫu sao thì cây đa này đã mọc rất nhiều năm rồi, lại là nơi mà cô gái kia treo cổ chết. Ờ,
thầy Tần Trấn. Hai đúng không thể nói, trận pháp của mình quá yếu, đã bị người ta phá, cho nên lấp liếm cho qua. Ông muốn ma quỷ giết hết đám người trong xóm này sao? Tôi đâu có. Vậy thì đốt đi. Cái miếu đó cũng đập bỏ. Từ nay không thờ cúng chi nữa hết. Để nó ở đây chỉ khiến cho con nữ quỷ kia có chỗ mà tác quái thôi. Trời ơi! Ba Lành khẽ kêu lên, nhưng ông ta bất đắc dĩ phải nghe theo lời Hai Đúng. Vì bây giờ ngoài cách đó, họ cũng không biết làm gì khác. Đã có mấy mạng người chết oan rồi, ông ta không thể cứ làm theo ý mình được. Đám đầy tớ được lệnh nhanh chóng đi gom củi chất thành đống lớn xung quanh Tý. Khanh cũng đến giúp bọn họ. Tý bị trói đứng dưới gốc đa. Nó biết mình sắp bị đám người này thiêu chết rồi, nhưng dường như nó không quan tâm lắm. Mặt trời đã lên cao, nhờ tán lá đa che khuất ánh sáng chiếu xuống mặt nên nó không bị đau đớn. Nhưng mặt trời lên cao nghĩa là gì chứ? Nghĩa là Thành đã không quay lại đón nó như lời đã hứa. Tý không còn nhìn về phía con đường kia nữa. Nó gục đầu xuống cầm mình, tuyệt vọng. Chút tình cảm còn sót lại cũng nhanh chóng theo hơi nóng của mặt trời mà tan biến. Gom củi đủ rồi đó thầy ơi. Hai Đúng nhìn Tý rồi hô: đốt lửa lên đi, nhớ đổ dầu lên người nó. Mất công đang đốt đứt dây trói là thay tía luôn đó. Đám lính được lệnh bèn đổ dầu vào củi và hất lên người Tý. Nó không tránh đi mà nhìn chằm chằm vào những người muốn giết mình. Châm lửa lên. Ngọn lửa vừa được châm vào củi thì lan ra rất nhanh. Hơi nóng hừng hực khiến cho đám người tản ra xa. Lửa theo dầu bén tới người Tý. Nó giãy giụa rồi gào lên đau đớn. Bất thình lình, bầu trời đang sáng bỗng tối mù mịt. Gió thổi lớn, cây đa trung lắc xào xạc không ngừng. Nhóm người của Ba Lành sợ hãi đứng co cụm vào nhau. Đột nhiên một tia sét đánh thẳng vào gốc đa, khiến cho nó tét ra làm hai. Sợi dây trói Tý cũng bị đứt. Nhóm người Ba Lành sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ. Lửa tắt rồi. Một trận mưa lớn bất chợt trào trào trút xuống như thác, làm ngọn lửa đang cháy hừng hực bị dập tắt đi. Lúc này trời trong xanh, không có dấu hiệu mưa gió gì. Mọi thứ đều xảy ra đột ngột, khiến cho đám người Ba Lành trở tay không kịp. Ủa, mưa tạnh rồi. Cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, khiến cho ai nấy đều không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Trời ơi, cuộc quỷ hút máu, nó đậu mất tiêu rồi. Ba Lành lúc này mới giật mình nhìn về phía cây đa, nhưng đã không thấy bóng dáng Tý đâu nè. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì nghe tiếng la hét thất thanh của Hai Đúng. Họ nhìn lại thì thấy Tý đang đè lên người ông ta, ngã nhào ra đất và cắn vào cổ ông ta. Mặc cho tiếng la hét của Hai Đúng, nhóm người của Ba Lành không dám làm gì. Ai nấy đều sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ. Cứu tôi với! Hai Đúng vùng vẫy cầu cứu, nhưng không ai dám đến giúp ông ta. Họ đều sợ mình sẽ bị giết. Bất chợt từ trong bụi rậm, một người nhào ra ôm chặt lấy Tý kéo ra. Hai Đúng được cứu, bèn nén đau bò lại gần chỗ Ba Lành. Quá ra người cứu ông ta là Thành. Anh và Tý đang giật lộn ở dưới đất. Tý lúc này đã mất hoàn toàn nhân tính rồi. Nó không còn nhận ra Thành là ai nữa. Thành giống dĩ không phải là đối thủ của xác sống. Sau một hồi giật lộn, Tý cắn vào tay Thành rồi hấp tấp uống máu của anh. Dòng máu nóng hổi tanh tưởi khiến cho nó như tìm lại được sức sống. Thành không giãy giụa, cũng không ngăn cản con mình nữa. Anh nhìn thấy nó khát máu như vậy, nhìn thấy những vết bỏng trên người nó thì biết nó đã chịu đựng đủ rồi. Có lẽ nó thật sự cần máu của anh.
Hai. Bất chợt giọng của Lượm vang lên. Nó từ trong đám cỏ lao địch bịch chạy ra, nhưng bị vấp ngã. Sau đó ngẩng mặt miếu máu mà gào lên. Đó là tía, là tía mà. Bỗng tía giật giật mấy cái, rồi nhìn xuống gương mặt đau đớn của Thành và dòng máu đỏ tươi ở cánh tay anh. Sau đó buông ra. Tí không tin nổi, người mà mình tấn công lại chính là người mà mình thương nhất. Nó chậm rãi nhổm dậy, ôm đầu sợ hãi, bỏ chạy vào cánh đồng cỏ lao rồi mất hút đi. Tí, tí à? Thành gọi, nhưng nó không quay lại. Anh chật vật chống tay ngồi dậy. Thằng Lượm nhào đến ôm chân anh mà khóc miếu máu. Cách đây khoảng ít phút, nó đang ngủ say thì đột nhiên nghe tiếng gọi dồn của Thành. Lúc mở mắt ra thì anh đã bế xốc nó lên chạy thật nhanh về phía miếu. Còn vừa đi vừa nói cái gì mà phải đến cứu anh hai của bay. Lúc đến nơi, Lượm nhìn thấy đám người định đốt chết tí, còn con trai mình đang vùng vẫy trong biển lửa, thì bất chợt Lượm không kìm được cơn thịnh nộ. Một sức mạnh ma quỷ bộc phát khiến cho mây đen giăng kín bầu trời. Đến khi tỉnh táo lại thì nó thấy tí đang cắn Thành. Hai đúng lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Ông ta gấp gáp nói: Đốt, mau đốt đám cỏ lao đi, cỏ cháy thì nó sẽ chết đó. Lúc nãy suýt chút nữa thì hai đúng đã chết dưới răng nanh của tí rồi. Hôm nay ông ta nhất định phải giết nó. Cả đời hành pháp của hai đúng chưa từng đối diện với thứ đáng sợ như vậy bao giờ. Không được đốt! Thành hét lên một tiếng, rồi đến trước mặt hai đúng, bất ngờ bóp cổ ông ta, làm ai nấy đều giật mình. Thấy vẻ mặt dữ tợn của Thành, hai đúng khó nhọc nói: Buộc tôi ra. Anh mặc kệ cánh tay đang chảy máu ròng ròng của mình mà nghiến răng nói với hai đúng: Ai cho ông đốt? Hả? Ông ta sợ hãi lắp bắp: Không, tôi không dám. Lúc này Thành mới buông hai đúng ra. Ông ta bèn ho sặc sụa một trận. Trên cổ còn hàng 10 dấu tay của Thành. Anh trỏ tay về phía cánh đồng cỏ lao rồi gầm nhẹ: Nếu như mấy người giết nó thì sự thật mãi mãi không được phơi bày đâu. Ba Lành cũng đã bình tĩnh lại. Ông ta mấp máy môi hỏi: Sự thật? Mà sự thật nào chứ? Lúc nãy Thành cứu hai đúng trước mắt họ, nên bây giờ Ba Lành không còn nghi ngờ anh nữa. Nhưng chuyện anh là ba của tí thì không thể chối cãi được. Chỉ là ban đầu khi gặp Thành, ấn tượng về anh có vẻ hiền lành thật thà. Không ngờ lúc tức giận lên trông đáng sợ như vậy. Sự thật là trong đám các người mới là có quỷ hút máu đó. Hả? Cái gì? Họ nghe xong thì sợ hãi nhìn nhau. Không bằng không cứ. Mày nói vậy á thì nghĩ tụi tao sẽ tin hay sao? Mày đang tìm cách để cứu thằng con của mày phải không? Thành biết dân làng đã bị che mắt. Nếu khuya nay anh không đến bến đò để điều tra thì có lẽ anh cũng giống họ, tin tí là quỷ hút máu rồi. Nếu như muốn cứu nó thì lúc nãy tôi đã không cứu thằng cha hai đúng đó rồi. Từ nhỏ tới giờ Thành chưa từng tức giận đến như vậy. Lúc nãy khi nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình bị đối xử như quái vật, còn suýt nữa bị đốt chết, thì anh không giữ được bình tĩnh. Sự điềm đạm ôn hòa thường ngày cũng không còn nữa. Thành vừa nói xong thì bất ngờ giơ cánh tay đầy máu đến trước mũi Khanh, làm anh ta giật mình. Trong phút chốc, mắt anh ta lập tức chuyển sang màu đen, tâm tình mất khống chế, để lộ ra danh tính thật của mình. Khanh không còn để ý đến nơi đây là chỗ đông người nữa. Gã há miệng ra định cắn Thành,
Nhưng anh lấy một phốc muối to từ túi áo ném vào mặt Khanh, khiến cho gã đau đớn ôm mặt. Thành rất nhanh lấy một sợi dây bình thường dùng treo chuông, trói ngược tay Thanh về phía sau lưng. Sau đó ném muối và gạo vây quanh Khanh thành một vòng, khiến cho gã không dám bước ra ngoài. Sự việc quá đột ngột khiến cho đám người không kịp phản ứng. Họ không thể ngờ quỷ hút máu vậy mà lại chính là Khanh, con trai của vị thầy lang già trong xóm, người đã sống cùng với xóm họ bấy lâu nay. Chẳng trách mà khi nãy gã không muốn đưa người bị thương kia về, sợ mất khống chế sẽ bại lộ đi thân phận. Lúc này đã cách xa mùi máu của Thành nên Khanh phần nào tỉnh táo lại. Gã không ngờ bản thân đã che giấu kỹ như vậy nhưng vẫn bị Thành phát hiện. Hồi hôm bị tao và thằng Tí phát hiện nên mày không thể hút máu cái xác kia. Bây giờ đói lắm đúng không? Khanh nhíu mày nhìn Thành, ánh mắt vừa đối khác vừa xen lẫn tức giận của Khanh, khiến cho ai nấy cũng đều sợ hãi. Từ hôm qua đến giờ họ đều đi cùng nhau. Tại sao cậu lại phát hiện ra đó là thằng Khanh vậy? Ba Lành không hiểu bằng cách nào mà Thành lại biết sự thật này, vì họ là người cùng làng với nhau mấy năm nay rồi nhưng vẫn không ai biết gì. Thành chỉ là người vừa mới đến đây, vì sao có thể phát hiện ra sự thật này chứ? Thành nhìn Khanh chật vật như vậy, anh cũng không hả hê gì. Thứ anh muốn là giải quan cho con trai của mình mà thôi. Anh uất ức giùm nó. Cái xác còn nồng nặc mùi rượu. Cảnh sát có một chai rượu bị bể, trên đó còn dính một miếng da. Tôi nghĩ là trong lúc tấn công, ông đã dùng nó để đánh hung thủ. Và da đó là da của hung thủ. Thành nói xong thì trỏ tay về trán Khanh. Chỗ mép tóc có một vết thương không quá lớn, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nơi đó bị mất một miếng da. Ba Lành thấy vậy thì đôi mày nhíu chặt. Thành nói tiếp. Lúc theo mấy người về nhà thầy Sáu, tôi đã thấy trán của Khanh bị thương. Vì nghi ngờ hắn là hung thủ nên tôi đã ra bờ sông xem thử, thì thấy dưới xuồng không có con cá nào, cái chài thì khô ráo, chứng tỏ hắn nói hắn đi chài là nổi láo. Vậy tại sao tới giờ này cậu mới tới đây? Sao cậu không báo với tôi sớm chứ? Ba Lành trách Thành. Nếu như anh nói sớm thì chẳng phải mọi việc giải quyết đơn giản hơn rồi sao? Thành giơ tay sờ vào vết thương trên đỉnh đầu của mình. Tôi đã bị người khác đánh té xuống sông. Thành nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Lúc đó anh đang chìm xuống nước, tưởng rằng mình lần này không thể thoát khỏi kiếp nạn, thì bỗng có một bàn tay nắm lấy anh kéo lên bờ. Nhưng vì không còn sức nên Thành đã liệm dần đi. Cho đến khi mở mắt ra thì phát hiện trời đã sáng hẳn, còn mình thì bị nhốt bên dưới một căn hầm nhỏ. Bên trong hầm là cái xác khô của Dũng, tài xế của Hai Nguyên, một số bùa chú và cả những cây đèn cầy mà Thành nhìn thấy trong miếu. Lúc ở dưới hầm, anh nghe giọng nói của những người trong xóm và Khanh thì biết căn hầm này là bên dưới nhà của thầy Sáu. Sau khi ngẫm nghĩ, sâu chuỗi lại mọi thứ, Thành đoán rất có thể Khanh chính là quỷ hút máu. Còn Hai Nguyên và Tí thì cứ ngủ ly bì do trúng thuốc mê của cha con gã. Nhưng nguyên nhân vì sao anh bị đánh xuống sông còn được chớt về đây thì Thành chưa giải thích được. Phải chăng Khanh định dùng anh để hút máu từ từ giống như Dũng hay không? Thành không muốn lãng phí thời gian nữa. Anh nghe nói nhóm của Khanh định đến miếu để bắt Tí thì cũng tìm cách thoát ra. Anh đập vỡ một hũ sành dưới hầm, rồi dùng mảnh vỡ đó cắt đứt sợi dây trói tay mình. Sau đó anh nhìn thấy có muối và gạo ở trong hầm nên đã lấy mang theo để đối phó với Khanh. Sau khi nghe xong câu chuyện của Thành, Ba Lành sửng sốt, trong nhất thời không biết phải làm như thế nào. Tuy Khanh là quỷ hút máu
Nhưng Tý lúc nãy cũng giống anh ta. Một thằng nhỏ đã đối phó không xong, bây giờ lại thêm một khanh nữa. Vậy bây giờ phải làm sao đây chứ? Hai đúng bèn lên tiếng. Nhanh đốt nó đi, để một lát nó thoát ra đó là chết hết cả đám bây giờ đó thưa ông. Vì sự việc lúc nãy họ đã chứng kiến hết, nên lần này Ba Lành không dám làm liều. Ông quay sang hỏi Thành, vì chính tay anh đã bắt được Khanh. Chú em có cách nào không? Thành nhướng mày một cái, rồi nhớ đến vị sư ngày trước từng tụng niệm cho Tuyết Mai. Lúc này họ đang ở đất Mỹ Tho rồi. Từ đây đến chùa đó, nếu đi bằng đường bộ thì không mất quá nhiều thời gian. Dẫu sao thì bây giờ chuyện tìm được thầy Tám đã không còn quan trọng nữa. Anh giải quyết xong việc của Khanh, cho còn phải đi tìm Tí. Mặt trời đã lên cao, dưới ánh nắng gay gắt như thế này, có lẽ Tí không thể đi xa, mà tìm chỗ nào có bóng râm để ẩn nấp. Huống hồ nó đã bị thương, chắc chắn không thể đi quá xa được. Ông kêu người tới chùa này, mời thầy trụ trì đến đây giúp đi. Những người còn lại thì khiêng nó vô trong miếu trói chặt vào ghế. Tôi cần thêm muối và gạo, hãy đem đến đây. Bộ chú em đây là thầy Pháp thiệt hả? Thành định trả lời câu hỏi của hai đúng, thì ông ta bị câu nói của Ba Lành làm cho bẽn lẽn. Bây giờ thầy Pháp hay không thì chú em đây nói sao tụi tôi nghe vậy? Bởi vì mời thầy Pháp rồi mà ông không có làm được cái giống ôn gì hết trơn à. Ở mấy từ cuối Ba Lành còn cố tình lên giọng, khiến cho hai đúng cúi đầu không nói gì. Sau đó Ba Lành sai đầy tớ của mình nhanh chóng đi mời sư thầy theo địa chỉ mà Thành cung cấp. Hai Nguyên cũng đã tỉnh và chạy đến đây, nên Thành gửi lượm cho ông ta. Còn mình cùng Ba Lành quay lại chỗ của nhà thầy Sáu. Họ cần biết được rốt cuộc lai lịch của Khanh như thế nào, tại sao anh ta lại biến thành xác sống. Thành nói hiểu nguyên nhân thì mới có thể giúp anh ta được. Dẫu sao thì Thành cũng không muốn trấn áp bất kỳ vong linh nào, trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Khi Thành đến nhà thầy Sáu thì đã không thấy ông ta ở đó. Anh bèn theo lối cũ bước xuống căn hầm bên dưới nhà bọn họ. Bên trong đang đốt đèn, mùi hương nhẹ nhàng bay ra, khiến Thành đề phòng bịt mũi lại. Dẫu sao thì anh cũng đã từng bị thứ mê hương này làm cho ngủ say hết một đêm, kết quả mới xảy ra nhiều chuyện kỳ quái như vậy. Không có thuốc đâu. Nghe giọng nói của thầy Sáu, Thành quay lại thì thấy ông ta đang ngồi bó gối trong góc tối, ánh mắt thất thần. Chỉ sau một đêm mà trông ông như già hơn chục tuổi, giống như sắp đi đến đoạn cuối của cuộc đời mình. Ba Lành nhìn ngó xung quanh rồi thấy xác Dũng thì giật mình. Ông ta không ngờ trên đất nhà mình vậy mà lại bị cha con thầy Sáu lén lút đào thành một cái hầm như vậy. Lúc trước trong làng này không có thầy lang, mỗi khi ai nấy bệnh tật đều phải đi rất xa mới mời được người về trị bệnh. Khi biết thầy Sáu hành nghề khám bệnh bốc thuốc, Ba Lành đã cho họ ở trên đất của mình, thậm chí còn cắt cho mấy mảnh ruộng để làm mà không thu lại lúa. Vậy nhưng không ngờ nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, chính ông đã để kẻ giết người ở lại trên đất mình, rồi chính tay họ giết bà con họ hàng của mình. Ba Lành tức giận chạy đến, trỏ tay vào mặt thầy Sáu. Má cha mày, tao cho cha con mày ở nhờ trên đất, cho ở không, làm đất không, vậy mà cha con mày lại mần ra cái chuyện tài trợ như vậy, còn giết chú ruột của tao nữa. Đúng là cái đồ độc ác mà. Ba Lành nói xong thì sẵn chiếc trôi trên tay mình, bèn vút lên lưng thầy Sáu mấy cái, khiến ông ta đau điếng người. Thế nhưng dù có đau, thầy Sáu vẫn không hé răng nửa lời. Ông ta chỉ thất thần giống hệt như lúc nãy. Sau khi đánh mệt, Ba Lành lau mồ hôi trên trán rồi sai đầy tớ.
mau trói nó lại đi. Bữa nay tao phải đem hai cha con nó thiêu sống để trả lại nợ máu cho dân làng này. Được lệnh chủ, đám đầy tớ cầm dây định đến trói thầy Sáu, nhưng bị Thành ngăn lại. Anh thấy vẻ mặt ông ta thì đoán có lẽ thầy Sáu chưa từng có ý định bỏ trốn. Vì nếu trốn thì đã sớm trốn rồi. Ông ta ngồi đó, rõ ràng là đang muốn chờ mọi người đến bắt mình đây mà. Khoan đã. Cả đầy tớ khó xử nhìn Ba Lành thì nhận được cái gật đầu của ông ta, nên đứng lại lùi phía sau, nhường chỗ cho Thành. Anh đến gần hỏi thầy Sáu: tại sao hồi hôm ông không giết tôi? Thầy Sáu cười khổ, đáy mắt ông ta đầy nước, có lẽ vừa mới khóc xong. Ông không trả lời câu hỏi của Thành mà bắt đầu kể chuyện của gia đình mình. Đó là một chuỗi ngày bất hạnh của Khanh. Từ một người hiền lành chân chất lại biến thành ác quỷ khát máu người. Bản thân thầy Sáu là cha, nhưng lại không thể cứu rỗi linh hồn gã. Ngược lại còn vì thương con mà đã tiếp tay che giấu cho tội ác của Khanh, khiến cho nhiều người phải chết oan như vậy. Hồi đó lúc nhà tôi còn ở Tây Đô, vợ nó bị thằng nhà giàu bắt rồi hiếp cho tới chết. Nó trong lời nói của thầy Sáu chính là Khanh. Thành hơi bất ngờ vì họ vậy mà lại không phải dân xứ này. Trả thù không được, nó còn bị tụi kia đánh chết. Gần đến giờ chôn thì nó sống lại, nhưng không phải sống như tôi hay bất kỳ người nào khác. Thầy Sáu nói đến đó rồi run run giơ tay áo lên lau nước mắt. Nỗi đau hằn sâu trên gương mặt khắc khổ của ông già. Có một ông thầy thỉnh thoảng ghé qua chỗ tôi, nhờ bắt mạch hút thuốc uống. Bình thường ông làm nghề bói toán, cũng có đuổi ma, cho bùa cho phép. Vì chuyện quái dị này tôi không biết hỏi ai, nên đành tới kiếm ổng xin chỉ dẫn. Ổng mới kêu tôi dẫn thằng Khanh tới chỗ khác sanh sống, vì nếu để người trong làng biết được thì chắc chắn sẽ đốt chết con trai tôi. Ba Lành đứng bên cạnh dường như còn chưa bình tĩnh lại. Ông ta quát lên: nếu tao mà biết nó là cái thứ quỷ hút máu đó thì tao cũng đốt cho nó chết rồi. Thầy Sáu bị lời nói của Ba Lành làm cho run rẩy. Nhưng Thành biết không phải là ông ta sợ chết. Có lẽ từ khi bắt đầu có đứa con là xác sống thì thầy Sáu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình từ lâu rồi. Chỉ là ông ta không ngờ vì để giữ mạng cho con mình mà đã có quá nhiều người phải chết. Bản thân ông chỉ là một người bình thường, cơ bản không thể làm gì để ngăn cản Khanh. Ông cũng không thể báo cho người ta biết để mà đi đốt chết con trai mình. Thành cũng đang có một đứa con như vậy. Anh rất là hiểu tâm trạng của thầy Sáu. Lúc còn sống, Khanh là người bất hạnh, là nạn nhân của cường quyền. Nhưng không thể vì vậy mà bây giờ có thể dung túng cho tội ác của gã. Vì vậy tôi dẫn nó tới chỗ này, rồi được ông ba thương tình cho ở nhờ. Nhưng mà tôi biết, để duy trì tánh mạng cho nó thì không thể chỉ bằng cơm gạo ngày thường được. Vậy nên mày mới bắt cười cho con mày uống máu có phải không? Ba Lành tức giận nhào đến tóm lấy cổ áo thầy Sáu mà siết chặt. Nhưng ông ta vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt người ơn của mình. Có lẽ thầy Sáu hổ thẹn vì những tai họa mà gia đình mình mang lại cho chỗ này. Không đâu thưa ông, tôi chưa từng nghĩ
sẽ để con tôi giết người. Mày! Thành sợ ba lành mất khống chế sẽ làm hại đến thầy Sáu, nên lên tiếng. Ông để thầy Sáu nói rõ đầu đuôi mọi chuyện đi, để còn biết đường mà tính nữa ông bà. Ba lành nghiến răng một cái, rồi đẩy mạnh thầy Sáu vào tường và đứng lên. Ông không muốn nhìn thấy mặt thầy Sáu nữa, nên quay đi. Thầy Sáu ho nhẹ mấy cái, rồi mới bắt đầu kể tiếp. Lúc đầu tôi cho nó uống máu gà. Chuyện đó vẫn duy trì được khoảng hơn một năm, cho đến khi có một người ở Tây Đô tới đây chơi. Ông đi đến miếu thì gặp cha con tôi đang quét dọn cúng kiến ở đó. Hồi đó ông ở gần nhà tôi, nên hầm sẽ báo cho người khác biết nếu tôi không đưa tiền cho ông. Mấy chục năm nay tôi chỉ sống bằng nghề bốc thuốc chữa bệnh, mần sao mà có nhiều tiền đưa cho ông chứ. Sau khi cãi giả thì ông bị xước chảy máu. Vì ông bị kích động, thêm ngửi được mùi máu tanh, nên cuối cùng thằng Khanh đã không thể khống chế được nữa mà mất tính người, nên cắn chết ổng. Cái đó là người quen cũ của nhà mày, coi như nó tự mần tự chịu. Nhưng còn chú tao thì sao? Ông mần cái chi mà thằng con của mày lại cắn chết ông chứ? Thầy Sáu biết ba lành rất hận cha con bọn họ. Bản thân ông cũng không thể bao biện cho chuyện giết người của con trai mình được. Vì đã uống máu người nên nó không thể ngừng lại được nữa. Lúc đó nó đang phát điên, thì chú của ông chạy vô miếu đục mưa. Thầy Sáu nói đến đó thì cúi đầu. Lúc đó ông cũng có mặt ở đó, nhưng không thể ngăn được con trai mình giết người. Ông ta là thầy thuốc, gia đình cũng nhiều đời hành y cứu người. Thầy Sáu vốn có trái tim lương thiện, chứng kiến chuyện con mình làm khiến cho ông đau khổ, nhưng ông lại không thể tố cáo nó được. Vì để không chế cần thèm máu của mình, nên khi tỉnh táo lại, nó đã tự đào căn hầm này để nhốt mình lại. Số muối với gạo kia để sẵn, khi nào nó lên cơn thì tôi sẽ dùng để chặn lối ra của nó. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Thầy Sáu nói đến đó thì im lặng một lúc. Thành hơi mất kiên nhẫn, bèn hối thúc ông ta. Hiện tại anh cần giải quyết xong công chuyện của Khanh để còn đi tìm Tí nữa. Anh không thể để con mình ở ngoài quá lâu chịu khổ được. Lúc nãy Thành nhận ra ánh mắt tổn thương của Tí sau khi nó cắn anh. Sau đó như thế nào? Thầy mau nói ra hết đi. Trước khi đi, ông thầy Pháp ở Tây Đô có bán cho tôi xác một con mèo đã chết khô, kêu đem theo nó bên mình, lúc cần nó có thể cứu mạng thằng Khanh. Tôi đã không nghĩ nhiều nên đem nó theo tới đây. Con mèo sao? Thành ngạc nhiên nhìn thầy Sáu, rồi nhớ tới con mèo đen mình đã bắt trối ném trong góc nhà ông ta. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, anh không để mắt tới nó. Mấy bữa trước thằng Khanh lên cơn điên, nên tôi làm theo chỉ dẫn của ông thầy Pháp, đem theo máu gà trưới lên xác mèo. Sau đó nó bỗng đứng dậy, rồi bắt đầu ra ngoài săn mồi cho thằng Khanh. Tôi không biết cứu mạng của ông thầy Pháp nói lại có ý nghĩa như vậy. Nếu không tôi nhất định không mần cái chuyện đó. Ông nói vậy thì cái xác kia... Thành trỏ tay về cái xác người tài xế của Hai Nguyên.
Thầy Sáu bèn gật đầu. Sau khi bị con mèo đó cắn thì thằng kia tự mình đi tới chỗ thằng Khanh. Vậy còn chuyện tôi bị cướp ở miếu thì sao? Đèn tẩm thuốc mê, cái đó thằng Khanh làm ra để kiếm người. Thành cắn chặt khớp hàm. Vì từng uống quá nhiều máu người nên Khanh khác hẳn tí. Gã có thể sinh hoạt gần giống như con người bình thường, còn rất thông minh. Thậm chí đến việc săn mồi như thế nào, gã cũng tính toán rất kỹ. Ban đầu tôi tính quăng đồ của cậu để cậu nghĩ là cướp. Nhưng lúc đó tôi nhìn đồ trong cái giỏ bàn của cậu thì biết cậu là thầy Pháp. Vậy ông hai cứ ngủ ly bì miết cũng là do cha con ông sao? Phải. Vì cậu là thầy Pháp, vì thằng nhỏ kia cũng là xác sống như thằng Khanh, nên nó sẵn tiện vu oan giá họa lên đầu con trai tôi, định mới kéo dài thời gian để tôi ở lại đây chứ gì. Thầy Sáu không nói gì, dù rất muốn mắng chửi nhưng lúc này Thành không còn đủ sức nữa. Mẹ cha cái thằng này. Ba Lành nghe xong câu chuyện thì không chịu đựng được nữa, bèn nhào đến quất một trôi vào lưng thầy Sáu, nhưng bị Thành ngăn lại. Anh cảm thấy mệt mỏi, thái dương căng như dây đàn. Lúc này Thành nghĩ đến con mèo, không biết có phải chính là con miêu quỷ trong lời truyền miệng của dân gian hay không. Nhưng nó chắc chắn đã bị thầy Pháp kia dùng bùa ngải thư yếm, nên mới có chuyện đã chết còn đứng dậy săn mồi mang về cho chủ. Xem ra ông thầy Pháp đó không phải là người có năng lực bình thường. Tây Đô sao? Người đưa bùa cho ông có phải là ông Tám Hứng hay không? Sao chú biết ổng? Chú cũng tự Tây Đô tới đây hả? Hèn chi. Thành nhớ trước khi rời khỏi miếu thì Tý từng nói với anh đêm qua có người gọi tên nó, nhưng anh đã không chú ý. Rất có thể thầy Tám đã dùng vong linh của lụa để gọi Tý đi. Vậy bây giờ tính sau đây cậu Thành? Ba Lành vừa hỏi xong thì Thành đã ra khỏi hầm rồi vào nhà thầy Sáu. Anh phát hiện ra con mèo đã không còn ở đó nữa rồi. Nếu nó được một người khác dùng bùa ngải điều khiển thì chỉ với số muối ít ỏi đêm qua anh trải ra vốn không đủ để giữ chân nó. Chết rồi. Thành nói xong thì chạy xuống gấp gáp hỏi thầy Sáu. Sau khi săn mồi xong thì con mèo sẽ ở đâu? Thầy Sáu ngạc nhiên khi Thành hỏi về con mèo. Nó sẽ ở trong hầm này. Không đi bất kỳ nơi nào khác sao? Không. Bình thường nó đi săn xong thì tôi sẽ đốt lá bùa thầy Tám cho. Vì nó đã bị bắt nên để đề phòng rắc rối, tôi đã đốt bùa nó rồi. Nhưng bây giờ nó không còn ở nhà trước nữa. Hả? Cái gì? Thầy Sáu cũng sửng sốt. Thành đoán có lẽ Tám Hớn đã gọi con mèo đi rồi. Chính vì vậy nên nó không còn nghe theo lệnh của thầy Sáu nữa. Ông ba, ông giúp tôi chặn hết các lối ra khỏi làng. Tôi sợ tên thầy Pháp đó nhân cơ hội này sẽ bắt thằng Tý đi mất. Vậy còn ông thì sao? Sau khi nghe hết sự thật từ miệng của thầy Sáu, anh nghĩ có lẽ ông ta đã nhận ra sai lầm của mình nên muốn dừng lại. Vì vậy ông mới không giết anh. Con trai của thầy ấy giống đã chết rồi. Cái xác kia không phải là Khanh nữa. Nó tiếp tục ở lại đây chỉ gây thêm nghiệp chướng mà thôi. Tôi biết chứ. Vậy có cách nào để giúp con tôi hay không vậy chú Thành? Có. Lát nữa sư thầy sẽ đến trục dòng Khanh ra khỏi xác. Thầy đến miếu đi khuyên giải nó buông bỏ mà đi đầu thai đi. Đó là cách tốt nhất để cứu con trai của thầy. Thầy Sáu biết mình không còn lựa chọn. Từ lúc Khanh bắt đầu uống máu người thì đã không còn lương thiện như trước nữa. Anh ta bắt đầu bỏ mê hương vào đèn cầy rồi đặt ở miếu để săn mồi.
Từ khi miếu bỏ hoang thì những người ghé lại miếu đa phần là người từ xa, đi ngang cho ghé vào ở tạm qua đêm. Vì vậy mà gã muốn thử vận may của mình. Đêm đó nhóm của Thành đã bị trúng thuốc mê, nhưng Dũng xui xẻo đã bị con mèo cắn trúng nên tự dẫn xác đến cho Khanh. Khuya hôm đó, Tí theo Dũng thì bắt gặp gã đang bị hai người đàn ông đi trong ruộng đuổi theo. Kết quả là Dũng phát điên cắn hai người đàn ông rồi bỏ chạy đến chỗ Khanh. Khanh đang cát máu nên hút máu của Dũng. Từ đầu đến cuối, Tí nhìn thấy hết cảnh tượng kinh dị của Khanh. Gã cũng biết Tí giống mình nên không thèm để ý tới nó. Nhưng Tí ngoài thèm thuồng ra thì không làm gì hết. Lát sau nó bỏ đi ra sông bắt cá ăn sống. Thầy Sáu đoán có lẽ là Tí khát Khanh, nó vẫn còn tính người. Lúc nhóm của Thành đến, khi Tí nhìn thấy Khanh thì sợ gã sẽ hại Thành và Lượm nên mới có biểu hiện lạ. Lúc Thành ra ngoài, Lượm và Hai Nguyên bị trúng thuốc mê nên ngủ say. Vì bảo vệ Lượm nên Tí không dám trời mắt khỏi nó. Nhưng Khanh thì khác. Khi nhìn thấy Tí, gã đã có ý định sẽ đổ tội giết người lên đầu nó. Thầy Sáu cố gắng ngăn cản nhưng không được. Thậm chí gã còn dọa sẽ giết ông ta. Thầy không sợ chết, nhưng thầy thương đứa con bất hạnh của mình. Sau khi Thành bị đám lính truy bắt, thầy Sáu sợ họ sẽ phát hiện chuyện Khanh không đi chài như đã nói, nên đến đó định tạo hiện trường giả và lại gặp Thành ở đó. Trong phút chốc, ông ta định giết anh. Thế nhưng lúc thấy Thành dần chìm xuống nước, thầy Sáu đã tìm lại được lương tâm của mình. Khoảnh khắc vớt Thành từ dưới nước lên thì ông đã biết mình không thể tiếp tục bảo vệ con được nữa rồi. Thầy Sáu thất thần một lúc rồi đứng dậy đi theo đầy tớ của Ba Lành đến chỗ cái miếu. Còn Thành và nhóm còn lại nhanh chóng đi tìm Tí. Anh không thể để Tí rơi vào tay thầy Tám được, vì chắc chắn ông ta sẽ lợi dụng nó để mưu hại người khác. Lúc đó Tí sẽ không còn đường tái sinh. Thành càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng cho con trai mình. Dưới sự giúp sức của Ba Lành, tất cả các lối đường bộ rời khỏi làng đều đã bị chặn lại. Nhưng bọn họ lây quay một buổi vẫn không thấy tung tích của Tí đâu. Thành gọi mãi mà không thấy thì đoán có lẽ Tí đã cùng con mèo kia đến chỗ thầy Tám rồi, nên định quay lại miếu thì thấy có khói bốc lên từ xa. Đúng lúc đó một đầy tớ của Ba Lành gấp gáp chạy đến gọi. Ông ơi! Mấy ngày nay liên tiếp xảy ra chuyện khiến cho Ba Lành ăn ngủ không yên. Quần thảo cả buổi sáng vẫn không tìm được Tí, nên bây giờ tâm trạng của ông ta đang rất tệ. Chuyện gì mà mày kêu réo sầm vậy? Gã đầy tớ vừa thở dốc vừa nói. Ông sư thầy cậu Thành kêu mời không có ở chùa. Hồi nãy thằng Khanh làm dữ quá, sợ nó cắn nước dây, nên tụi con lấy củi bao quanh để đề phòng. Có ai ngờ đâu vừa mới cất cái chất củi xong thì nó đứng dậy chạy ra ngoài rồi ông ơi. Trời đất ơi! Ba Lành và Thành nghe xong thì hoảng hốt quay về miếu. Lúc đến nơi đã thấy xung quanh rất náo loạn. Dường như Khanh cắn trúng ai đó rồi. Tiếng la hét, tiếng rên la có ở khắp nơi. Thầy Sáu cũng đang đứng lẫn trong đám người, không ngừng gọi tên Khanh. Nhưng lúc này gã đã không còn nghe theo lời ông ta nữa. Khanh ơi, làm ơn đi mà con, đừng giết người nữa con à. Ông ta không ngờ chính vì sự dung túng của mình đã khiến cho con trai trở thành thứ ác quỷ danh xứng với thực. Thành chạy đến nhìn xung quanh tìm Lượm thì thấy Hai Nguyên đang ẩm nó trốn sau thân cây, nên quay lại tập trung đối phó với Khanh. Anh lấy gạo muối ra ném vào người Khanh, nhưng gã dường như không còn biết đau đớn nữa. Gã trợn đôi mắt trắng giả nhìn Thành. Chính vì anh nên gã mới bại lộ thân phận. Nếu không có Thành thì gã cũng không lâm vào tình thế sống dở chết dở thế này. Hôm nay dù có thế nào, dù có đau đớn gì, gã cũng không sợ nữa. Gã phải giết Thành thì mới cam tâm. Lượm thấy Thành đến thì dãy dãy liên tục đồi xuống. Từ nãy đến giờ nó khá ngoan, khiến cho Hai Nguyên ngạc nhiên. Bày xuống đó là bị quỷ ăn thịt đó, để yên ông ẩm nè. Đột nhiên Khanh nhạo lên
đè Thành ngã xuống định cắn anh, thì nghe một tiếng khóc ré chói tai của Lượm. Bầu trời đang nắng, bỗng dưng mây đen bần bũ kéo đến. Một tia sét lớn đánh xuống cái miếu, làm cho đống củi khô theo dấu dầu hỏa đã cháy lan ra. Rất nhanh, ngôi miếu chìm trong lửa đỏ. Sức nóng hừng hực của lửa khiến cho Khanh sợ hãi định bỏ chạy, nhưng đã bị Thành nhặt lấy sợi dây thừng rơi bên cạnh, nhào đến trói lại. Khanh giãy mạnh khiến cho Thành ngã đập đầu xuống đất. Trong giây phút đầu ong ong, tầm mắt mờ dần vì cơn đau, Thành thấy Khanh lảo đảo đến chỗ mình, dường như anh ta muốn giết Thành. Lượm bèn nhào khỏi tay Hai Nguyên, lịch bịch chạy đến trước mặt Thành. Khanh nhìn thấy trong tròng mắt một màu đen ngòm của nó, đột nhiên đứng sững lại. Có một thứ gì đó rất lạ lẫm, đáng sợ, chậm rãi len lỏi trong thân thể Khanh. Gã đã chết từ lâu rồi, chỉ có nắng gắt lửa đỏ mới khiến cho gã sợ hãi thế thôi. Nhưng mà đứa trẻ này là cái gì chứ? Nó không phải là con người. Nó giống cái gì? Phải rồi, là sứ giả từ địa ngục. Đứng trước sức mạnh thần bí đó, Khanh không thể di chuyển. Gã có cảm giác như đang đứng một mình ở một chốn lạnh lẽo âm u nào đó. Bất thình lình, một giọng nói thân quen vang lên, khiến cho Khanh phần nào tỉnh lại. Thầy Sáu ở phía sau nhào đến ôm chặt lấy gã. Chúng ta đã gây nhiều tội ác rồi. Đi thôi con ơi, tía đi với con, đừng sợ. Ông ta vừa nói xong thì kéo mạnh Khanh vào biển lửa, khiến cho gã không kịp phản ứng. Trời ơi, thầy Sáu! Những người hàng xóm dường như quên mất tội lỗi của cha con thầy Sáu. Trong khoảnh khắc, họ hoảng hốt gọi ông ta. Nhưng thầy Sáu cùng Khanh đều đã biến mất trong ngôi miếu đỏ lửa kia. Tía ơi! Tiếng la hét thất thanh của người xung quanh khiến cho Lượm giật mình. Trong mắt nó đã trở lại bình thường. Lượm ngồi xuống đất, sờ cái trán bị thương của Thành, rồi miếu máu bật khóc. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của nó mà an ủi. Tía không sao, đừng khóc. Ôi da. Thành đau đến xích xoa, nhưng vẫn không ngừng trấn an con trai mình. Anh cố gắng gượng dậy ôm Lượm vào trong ngực. Chỉ trong chốc lát, ngôi miếu đổ sập xuống, vùi chôn hai người kia trong biển lửa. Những người xung quanh ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa bùng cháy mà không rõ tư vị gì. Có lẽ quỷ hút máu thực sự đã không còn nữa, nhưng vẫn để lại những nỗi sợ mơ hồ trong lòng của người dân. Sau khi tai họa qua đi, sư thầy mà Thành nhờ Ba Lành mời cũng đã đến. Tuy không cần giải quyết Khanh, nhưng Thành nhờ ông ấy xem những vết thương do Khanh gây ra trên người của bà con. Những vết thương đó nếu như không được xử lý cẩn thận, chỉ e sau này thịt sẽ bị thối rữa dần cho đến chết. Đến khi sư thầy xem vết thương trên cánh tay của Thành, chỗ bị tí cắn, thì rất ngạc nhiên. Những vệt xanh ngày trước đã không còn nữa. Bản thân Thành cũng không hiểu vì sao. Đây có lẽ chính là lấy độc trị độc trong truyền thuyết hay sao? Thành không biết. Dẫu sao thì đây cũng là những sự việc thần bí thuộc về thế giới tâm linh, vượt quá tầm hiểu biết của Thành. Nhưng quan trọng là bây giờ hậu quả do Tuyết Mai để lại đã không còn nữa rồi. Có lẽ sau này Thành sẽ không còn bị những thế lực bóng tối quấy phá giống như trước đây nữa. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, dường như nhờ đó mà Thành có được một số linh cảm quan trọng trong những lần mình đối diện với chuyện khó giải quyết. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Thành cùng Hai Nguyên gấp gáp gọi xe đến Điều Hòa để mượn lực người của mình mà tìm thầy Tám. Lúc này xe ngựa đang cọc cạch trên đường. Thành ôm chặt Lượm trong tay, thất thần nhìn về ráng chiều đỏ trực ở cuối chân trời, lòng bồn chồn không yên. Tía ơi, mình có kiếm được anh Hai không? Thành cũng không biết có thể tìm được Tí hay không, và sau khi tìm được thì sẽ như thế nào. Tí đã biến đổi, nó đã uống máu người. Nếu nó tiếp tục ở lại thì sẽ biến thành một Khanh thứ hai. Thành không nỡ, nhưng anh biết sợi dây duyên phận của họ
có lẽ sắp đứt đoạn rồi. Anh thở dài, tựa cầm trên đỉnh đầu của Lượm, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của con trai để tâm tư bình tĩnh lại. Chắc sẽ kiếm được. Thằng Tí chắc nó sẽ về thôi Lượm mà. Lượm không nói gì, trong mắt nó lúc này chỉ toàn một màu đỏ của hoàng hôn. Chiếc xe của bọn họ chạy xuyên qua cánh đồng cỏ lao cao quá đầu người. Xa xa là những cánh diều no gió của mấy đứa trẻ chăn trâu. Tiếng sáo vi vu làm cho lòng người tĩnh lặng. Bất chợt có tiếng trẻ con ê a đọc vang lên đâu đó trong nắng chiều não ruột một bài thơ. Trâu ta bao thuở đi hoang, dọc ngang khắp nẻo rừng thâm lạc bầy. Đường về mờ mịt chân mây, lối xưa từng đã trơ ngày tháng trong. Như vậy là chúng ta đã nghe tiếp xong phần thứ tư của series Đứa con của quỷ mùa thứ hai của tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần tiếp theo của series này nhé. Có thể sẽ được công chiếu vào tháng sau. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.